thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 69 Trần Đạo Huyền bảo, ta không thể ra ngoài quá lâu, bây giờ phải quay về rồi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ liên lạc với con. Sau khi Trần Đạo Huyền đi khỏi, Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng xuất phát đến thần chú môn. Thần chú động thiên, anh phải vào đó càng nhanh càng tốt, chậm chế ắt nảy sinh biến cố. May mà hiện giờ thiên địa kiếm tông vẫn chưa kịp huy động toàn bộ lực lượng đến thần chú môn, chỉ mới cử vài người đến đây xem xét thôi. Thần chú môn gặp biến cố lớn, hỗn loạn vô cùng. Vậy nên việc anh đặt chân đến lối vào Thần chú động thiên không hề bị ai phát hiện. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng phá bỏ cấm chế, tiến vào Thần chú động thiên. Phong cảnh động thiên rất đẹp, trời cao vời vợi, đất rộng bao la, cỏ cây hoa lá, tất cả dường như không khác thế giới hiện thực là bao. Nhưng khi dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, anh mới bàng hoàng phát hiện ra rằng thế giới này được tạo thành từ loại nguồn năng lượng cốt lõi chú nguyên và phù nguyên. Chú nguyên là đơn vị năng lượng cơ bản để tạo nên chú lực. Phù nguyên là đơn vị năng lượng cơ bản để hợp thành bùa chú. Khi hai loại năng lượng này được sắp xếp, biên soạn theo các cách khác nhau, những thứ khác nhau sẽ được hình thành, có thể là một hạt cát, một chiếc lá hay một tia sáng. Nói cách khác, thế giới mà anh đang nhìn thấy được lập trình giống như một chương trình máy tính vậy nhưng khác với chương trình máy tính ở một điểm, sự vật ở đây không phải là ảo, mà là thực. Những nguyên tố cơ bản ở đây không phải là không và một, mà là chú nguyên và phù nguyên. Sau khi nhìn rõ tất thảy, Ngô Bình vô cùng sướng sờ, miệng lẩm bẩm vị đại đế thần chú này đáng nể quá. Tạo ra thế giới động thiên này với hai nguyên tố phù và chú. Lợi hại thật, chẳng trách lại có đến năm tầng động thiên. Lúc này, anh nhìn thấy ở gần đó có một con rắn đang bay về phía trước và nuốt một con ếch vào bụng. Sau khi nuốt con ếch, con rắn hấp thụ phú nguyên và chú nguyên của đối phương, rồi thông qua việc chỉnh sửa phú nguyên và chú nguyên để có được năng lực của con ếch. Anh tiếp tục quan sát, phát hiện sinh vật ở thế giới này có thể tiến hóa nhờ nuốt chừng một sinh vật khác. Nuốt càng nhiều, sinh vật nuốt chừng càng mạnh, việc tiến hóa sẽ càng mãnh liệt. Trong mắt ngô bình, ếch hay rắn cũng vậy cả, bản chất của chúng đều là phù chú lòng thoáng động, anh bèn thả ỷ Thiên ra. ỷ Thiên có hình dáng của một cô bé, tuy vô hại với con người và động vật, nhưng thực chất nó cực kỳ mạnh. Khi tiến vào thế giới này, ỷ Thiên rõ ràng mạnh hơn những sinh vật xung quanh. Một con sói xám lao tới, ỷ Thiên bèn vung bàn tay nhỏ bé của mình lên, thế là đánh chết sói xám và hấp thụ phú nguyên và chú nguyên của nó. Trong chốc lát, ỷ Thiên đã bắt đầu tiến hóa, lấy được năng lực của sói xám. Cứ như vậy, ỉ thiên không ngừng đánh bại những phù chú lớn mạnh rồi nuốt chừng chúng. Khi nó đã nuốt đủ phù chú, một luồng sáng chiếu xuống, Ngô Bình và ỉ thiên đã đến tầng 2 của thần chú động thiên. Những sinh vật ở tầng 2 rõ ràng mạnh hơn nhiều, ví dụ như mãnh hổ, gấu khổng lồ. Bọn chúng cực kỳ mạnh, tuy Ỷ thiên vẫn có thể nuốt chừng chúng, nhưng không còn quá dễ dàng nữa. Nuốt được càng nhiều phù chú, Ỷ thiên càng lớn mạnh. Đến khi Ỷ thiên nuốt được một lượng nhất định, lại có một luồng sáng chiếu xuống, đưa Ngô Bình và ỷ Thiên đến tầng 3 động thiên. Tầng 3 bắt đầu xuất hiện phù chú hình người, chúng có hình dáng đàn ông, hình dáng phụ nữ, có cả hình dáng quái vật hình người nữa. Quá rõ ràng, những phù chú này mạnh cực kỳ. Lúc này, một con quái vật đầu sói thân người lao tới, định ăn thịt ỷ Thiên. ỷ Thiên nhanh nhẹn tránh đi rồi giao đấu với nó. Âm. Uhm. Audio điện tử võ tấn bền dù sao ỷ thiên cũng là chú linh chỉ một cú đấm đã làm vỡ nát phai của quái vật nhưng móng vuốt của quái vật cũng cào nát cánh tay của nó đấu suốt mười mấy phút ỷ thiên mới chật vật giết được quái vật sau khi nuốt chừng năng lượng của quái vật ỷ thiên đã mạnh lên ban nãy ngô bình nhìn mà sợ khiếp vía vội vã lấy bùa tuyệt thiên và bùa diệt thế ra hai bùa này vừa xuất hiện liền biến thành quái vật hình người nhưng chỉ ngơ ngác đứng im tại chỗ xem ra vẫn chưa kịp thích ứng Tất nhiên ỷ Thiên không hề khách sáo, một trường đánh bay quái vật hình người do hai lá bùa biến thành, rồi nuốt chửng chúng. Hấp thụ tuyệt thiên và diệt thế, thực lực của ỷ Thiên càng lớn mạnh. Sau đó nó chọn ra những sinh vật mạnh mẽ để ra tay, nuốt chửng từng con một. Sau khi nó nuốt năng lượng của khoảng 100 sinh vật mạnh, luồng sáng lại chiếu xuống, Ngô Bình và ỷ Thiên đến tầng 4 của Động Thiên. Tầng 4 toàn là sinh vật cực mạnh, có rồng, kỳ lân, phượng hoàng, thú giữ thời thượng cổ, thậm chí là sinh vật hình người tu luyện thành thiên tiên. Lúc này, dù mạnh như ngô bình cũng phải sởn gai ốc. Đại đế thần chú để sinh vật ở mỗi tầng cắn nuốt nhau và tiến hóa, sau đó chọn ra kẻ mạnh để tiến lên tầng kế tiếp. Sinh vật ở tầng 4 đã đủ đe dọa đến tính mạng của mình rồi. Ngô Bình cực kỳ cảnh giác, nói với ỷ Thiên, nếu có thể nuốt một, hai sinh vật ở đây, cô sẽ trở nên lớn mạnh vô cùng ỷ thiên cũng hơi lo sợ chủ nhân tôi sợ mình không đấu lại chúng ngược lại còn bị chúng nuốt mất ngô bình nghiến răng bảo đừng sợ tôi biết điểm yếu của chúng ỷ thiên đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đây nó kinh ngạc hỏi chủ nhân nhìn ra điểm yếu ư ngô bình đáp đúng thế mỗi một sinh vật dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có rất nhiều điểm yếu tất nhiên sinh vật càng mạnh thì điểm yếu càng ít và càng khó phát hiện Họ đang nói chuyện thì một con thuồng luồng dài mấy chục mét đã lao đến, gầm rú tấn công ỷ Thiên. May mà con thuồng luồng này không quá mạnh, ỷ Thiên cũng không hốt hoảng. Ngô Bình nhìn nó một cái rồi nói, điểm yếu của nó nằm ở đốt sống thứ 24. Đánh vào nơi đó, toàn thân nó sẽ cứng đờ. Anh vẫn luôn quan sát, phát hiện những sinh vật được Phù Nguyên và Chú Nguyên tạo ra cũng sẽ có lỗ hổng như chương trình máy tính mà khả năng nhìn thấu vạn vật của anh có thể dễ dàng tìm ra lỗ hổng ấy. Vừa rồi anh chỉ điểm cho ỷ Thiên, quả nhiên đã giết được con thùm luồng. ỷ Thiên và Ngô Bình nấp trong bụi cỏ. Không lâu sau, một con cá sấu khổng lồ đi ngang qua. Ngô Bình nhìn nó vài lần rồi bảo, ỷ Thiên, điểm yếu của con cá sấu này nằm ở vị trí ba ngón tay phía trên mắt trái. Đánh vào đó, nó sẽ điên cuồng tự cắn đuôi mình. ỷ Thiên lập tức nhảy lên, bất ngờ đấm vào vị trí ba ngón tay phía trên mắt trái của cá sấu. Con cá sấu đỡ người, sau đó há to miệng rồi xoay vòng cắn vào đuôi mình. Nhân cơ hội này, ỉ thiên đấm nó liên tục, đánh nó đến chết rồi nuốt chừng năng lượng của nó. Nhờ ngô bình chỉ điểm, ỉ thiên lặng lẽ cải thiện, không ngừng chọn thời cơ để ra tay, nuốt chừng các sinh vật khác và mạnh dần lên. Nuốt được mười mấy sinh vật, ỉ thiên đã mạnh đến mức có thể đối chọi với chân long. Tìm cả buổi, Ngô Bình mới phát hiện một con chân long. Con chân long này vừa ăn thịt một con mãng xà lớn, đang thư thái nằm trên núi. Anh quan sát một lúc rồi nói, điểm yếu của nó nằm ở đuôi. Xương đuôi của nó rất giòn, chỉ cần dồn lực đánh vào là gãy ngay. Khi xương đuôi gãy, chân long sẽ đứt thành mười mấy khúc. Ý thiên nhìn nó một lúc mới bảo, đuôi nó nằm ở dưới cùng, tôi không thể với đến. Ngô Bình đáp, đừng sợ, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó giúp cô. Đợi đến khi nó đuổi theo tôi thì cô ra tay từ phía sau, nhất định phải nhanh và bất ngờ. Kỳ thiên gật đầu, vâng. Ngô Bình đột nhiên nhảy ra, chỉ vào con chân long rồi mắng mỏ, con trùng dài kia, người xấu như vậy, ba mẹ người có biết không? Chân long ngẩn ra, lập tức nổi cơn thịnh nộ, cơ thể bất ngờ nảy lên rồi nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình hét ầm lên, quay đầu bỏ chạy anh không đánh lại nhưng chạy rất nhanh, trong nhất thời chân long sẽ không đuổi kịp. Chân long đuổi giết Ngô Bình, đuôi quẫy ở phía sau, vươn ra rất dài. Khi nó đi ngang vị trí của ỷ Thiên, ỷ Thiên vốn mai phục sẵn liền đột ngột nhảy lên rồi đấm vào đuôi nó. Cú đấm vừa mạnh vừa chuẩn, xương đuôi của nó lập tức bị đánh gãy. Đây là điểm yếu của chân long, xương đuôi vừa gãy, nó lập tức cứng đờ, toàn thân đứt thành mười mấy đoạn. Ỷ Thiên lập tức nuốt chừng năng lượng mà Chân Long vừa giải phóng. Sau khi hấp thụ năng lượng của Chân Long, Ỷ Thiên đã mạnh đến mức có thể đối chọi với hầu hết sinh vật. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Bình, Ỷ Thiên giết được 5 con rồng, 8 con kỳ lân, 6 con phượng hoàng và nhiều sinh vật mạnh khác. Cuối cùng, khi Ỷ Thiên đã đủ mạnh, luồng sáng kia đã đưa họ lên tầng 5 động thiên. Tầng 5 không còn mang dáng hình của thế giới thật, ở đây tràn ngập Phú nguyên và chú nguyên hai loại năng lượng cơ bản tụ lại, tựa như những đám mây trôi lơ lửng giữa không trung. Tất nhiên ỷ Thiên không hề khách sáo, lập tức nuốt chửng đám mê do Phù Nguyên và Chú Nguyên ngưng tụ thành. Ngô Bình lẩm bẩm, xem ra đại đế thần chú đã chết trước khi xây dựng hoàn chỉnh tầng 5, nên ở đây chỉ có Chú Nguyên và Phù Nguyên. Sau khi ỷ Thiên nuốt chửng tất cả đám mây, thần chú động thiên bỗng dung chuyển ầm ầm, mọi sinh vật bên trong đều biến thành năng lượng phù chú và đồng loạt hội tụ về tầng 5, sau đó chui vào cơ thể ỷ thiên. Khi mọi năng lượng đều bị ỷ thiên nuốt sạch thì động thiên sụp đổ, ngô bình vội vã lao ra ngoài. Còn ỷ thiên biến thành một luồng sáng, bao bọc ngô bình rời khỏi thần chú môn. Ra khỏi thần chú môn, ngô bình lập tức rời địa tiên giới rồi về nhà. Bây giờ thục sơn kiếm phái rất hỗn loạn, anh cũng lười hỏi đến hiện tại anh phải nhanh chóng cải thiện tu vi bước vào cảnh giới đế và trở thành địa tiên nhanh nhất có thể về đến nhà anh nghiền ngẫm tỉ mỉ những thu hoạch gần đây trên núi thần long hồ anh đã giao lưu với thiên kiêu của các thời kỳ lịch sử khác nhau còn có đạo thống của đại đế thiên phù đại đế thần chú tam hoàng và thanh đế mọi chuyện khiến anh mơ hồ nắm bắt được điều gì đó vì vậy anh đã giải phóng nhân cách tối thượng mở trạng thái ngộ đạo với ý định đột phá Hai ngày sau, ánh sáng nơi anh lóe lên, ỷ thiên đột một tản ra, hóa thành vô số chú nguyên và phù nguyên, bố thành một phù trận xung quanh anh. Cơ thể anh đang gầm gừ, phát ra âm thanh như lời chú. Thật chậm rãi, hỗn nguyên tiên lực xảy ra biến đổi, phân tách thành từng đơn vị năng lượng. Có điều loại năng lượng này còn nhỏ hơn chú nguyên, tên là tiên nguyên. Tiên nguyên có thể tạo thành chú nguyên, cũng có thể cấu thành phù nguyên, thậm chí kiếm nguyên loại năng lượng này có thể tạo thành mọi năng lượng đơn vị cơ bản. Tiếp theo, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hai thần phù ất mộc và tử vi cũng bị anh phá giải kết cấu, biến thành phù nguyên và dung hợp với cơ thể anh, trở thành một phần của hỗn nguyên tiên lực. Giây tiếp theo, tiên nguyên tạo thành phù nguyên, phù nguyên lại tạo thành ất mộc, tử vi. Lúc này, hai thần phù đều đã bị anh luyện hóa hoàn toàn. Phù văn ý nghĩa mà anh ngưng tụ trước đó cũng được tái kết cấu, vô số phù nguyên đã cấu thành bốn phù văn ý nghĩa lớn ý nghĩa di hình, ý nghĩa chân ấn, ý nghĩa ly đoạn, ý nghĩa tuyệt đối. Sau đó, phù nguyên cũng tái kết cấu năm phù ấn lớn phù ấn cuồng lôi, phù ấn quỷ đế, phù ấn kiếm đạo, phù ấn đại hư không, phù ấn thiên cơ. Như vậy, sức mạnh của năm phù ấn và bốn ý nghĩa lớn đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể. Chỉ cần anh nghĩ đến là có thể thi triển năm phù ấn và bốn ý nghĩa ấy một cách dễ dàng. Sau đó, vô số phù nguyên, chú nguyên đã tiến vào từng tế bào trong cơ thể anh. Chú nguyên phát ra chú lực, phù nguyên tạo thành phù trận, tôi luyện thần hồn và tế bào của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đang ngồi tu luyện trước tảng đá hình chứng. Dạo trước có hai con chó mực ngủ cạnh tảng đá này, được vài ngày thì chạy mất, không biết bây giờ chúng đang chơi ở đâu. Khi anh tu luyện, vô số sợi tơ vươn ra từ tảng đá hình chứng, quấn quanh cơ thể anh. Chẳng mấy chốc, anh đã bị bọc thành một cái kén hình người. Giờ phút này, mỗi một tế bào của anh đều đang tu luyện. Chỉ sau nửa ngày, anh cảm thấy gông xiềng trong linh hồn và cơ thể mình được mở ra. Hai xiềng xích này không đến từ huyết mạch nhà họ Lý, mà anh đã dùng trí tuệ và sức mạnh của mình để phá bỏ. Đó là gông xiềng mới, tiền nhân chưa từng phát hiện ra. Xiềng xích này thuộc về gông xiềng xác thịt, một khi nó đã mở ra, tốc độ tiến hóa của cơ thể sẽ nhanh hơn người bình thường hàng triệu lần. Ví dụ, con người có thể mất hàng triệu, hàng chục triệu năm để tiến hóa một loại năng lực hoặc hình thái tứ chi nào đó. Còn Ngô Bình chỉ cần một năm, thậm chí vài tháng là làm được. Ngô Bình mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện tảng đá hình chứng không còn phát sáng nữa, bề mặt đầy vết nứt, đã biến thành một tảng đá bình thường. Lạ thật, lẽ nào mình đã hút hết năng lượng bên trong nó, anh lẩm bẩm phá vỡ gông xiềng tiến hóa, cảm giác thật là tuyệt, anh vươn vai, cảm thấy một luồng thế đế vương khủng khiếp được giải phóng ra. Triệu Thiên Lạc, Thần Chiếu vội vàng xông vào, sững sờ nhìn Ngô Bình. Ngô Bình sờ mặt mình, hỏi lại, hai người đến đây làm gì vậy? Mặt tôi nổi đốm à? Thần Chiếu quỳ xuống sàn, run rẩy nói, chủ nhân đột phá lên cảnh giới đế rồi. Ngô Bình sửng sốt, lúc này anh mới ý thức được mình đã mở được gông xiềng mà người xưa chưa từng chạm đến. Điều này có nghĩa là anh đã đặt chân lên con đường của đế, trở thành sự tồn tại của cấp bậc tam hoàng ngũ đế. Đương nhiên, con đường của đế rất dài. Con đường hiện nay của anh vẫn chỉ là một con đường nhỏ hẹp, tương lai sẽ biến thành con đường tối cao. Có thể đột phá rồi, anh tự nhủ. Ngay lập tức, anh lấy lò thần âm dương ra, dùng hoa thiên hồn để luyện chế thiên nhất thần đan, Lần này anh luyện được hai viên đan đế phẩm, thiên nhất thần đan này có thể tăng cường sự tương hợp giữa nguyên thần và trời đất, đúng lúc cần uống vào lúc này. Luyện thành đan dược, anh mỉm cười, đến lúc đột phá rồi. Nguyên thần, ngưng tụ cho tôi. Lúc này, anh còn chẳng cần cố ý tu luyện, thần bàn hình chứng đã vụt lên thần khiếu thứ 9. Thần bàn này được hợp thành từ pháp bàn thượng thừa và kiếm hồn lớn mạnh, đã hình thành thần thông võ đạo. Sắp tới thần bàn sẽ tiến hành một lần biến đổi, trở thành nguyên thần. Nguyên thần của người bình thường được ngưng tụ từ thần niệm, mỏng manh yếu ớt, cũng không chứa thần thông pháp thuật gì, tựa như cây không dễ, nước không nguồn. Đứng trước kiếm hồn mạnh mẽ của Ngô Bình, loại nguyên thần ấy bé nhỏ như loài kiến, không đáng nhắc đến. Kiếm hồn của Ngô Bình chỉ cần thổi nhẹ một cái đã khiến thứ nguyên thần bình thường ấy tan thành cho bụi. Phương thức ngưng tụ pháp bàn thành nguyên thần là đơn giản nhất, dễ dàng như một giáo sư toán ở một trường đại học hàng đầu làm bài kiểm tra toán lớp một vậy. Sau câu nguyên thần, ngưng tụ cho tôi, Phú Văn Tiên Thiên lớn mạnh bên trong thần bàn đã phát sáng rực rỡ, một luồng khí thức cổ xưa tỏa ra, bên trong có chứa thông tin quan trọng của nó. Lúc này, Ngô Bình mới biết lai lịch của Phú Văn Tiên Thiên này. Trong hỗn độn có một sinh linh vô địch tên là Đế. Đế là bá chủ trong hỗn độn, cắn nuốt và giết hại những sinh linh hỗn độn khác để tồn tại. Nhưng mạng sống của một sinh linh hỗn độn cũng sẽ đi đến hồi kết. Trước khi chết, nó đã tích trữ sức mạnh cốt lõi và mạnh nhất vào xương thần ở ấn đường của mình, chính là xương thần hình kiếm mà Ngô Bình có được. Ngô Bình sử dụng ý niệm, vô số phù nguyên xuất hiện, kết thành đại trận giúp anh khống chế sức mạnh này. Chỉ một lát sau, sức mạnh kia đã hóa thành hình dạng giống như một con người, bên trong có ba loại cấm thuật có sức mạnh vô song. Hơn nữa, hình người vừa hóa thành nhìn giống hệt Ngô Bình. Tiếp đó, thần bàn đi vào trong hình người rồi hòa hợp với nó, trở thành nguyên thần của hình người. Ngô Bình lúc này uống thêm một viên thiên nhất thần đan để tăng cường sự hòa hợp của nguyên thần và thiên địa. Dược lực đi vào trong nguyên thần, Ngô Bình lại lấy ra bảy quả thần trí thánh. Sau khi các vị thánh chết đi, có một bộ phận tinh hoa nhất trong tinh thần được lưu lại hậu thế, hóa thành quả thần. Từ cổ trí kim, người ta nói tinh thần của các vị vĩ nhân, thánh hiền vĩnh viễn được lưu truyền lại cho hậu thế chính là vì lẽ đó. Sau khi anh ăn quả thần, bảy luồng năng lượng phi phàm hóa thành bảy quầng sáng, xuất hiện ở phía sau của nguyên thần. Bảy quầng sáng này khiến khiến nguyên thần của Ngô Bình được khai mở, có được trí tuệ của bậc thánh hiền. Chưa hết, anh còn lấy ra tinh hồn châu, bóp nát rồi đem tinh hồn trong đó đưa vào nguyên thần. Sau cùng, năm đại phù ấn, bốn loại phù văn ý nghĩa cũng đi vào nguyên thần, trở thành một bộ phận trong nguyên thần của anh. Đương nhiên, còn có cả lực công đức hùng mạnh cũng được dùng để chấn giữ nguyên thần và trở thành quần sáng thứ 8 bên cạnh bảy quần sáng ban nãy. Nguyên thần của Ngô Bình trở nên vô cùng hùng mạnh, có cả sức mạnh và trí tuệ. Các thần mạch trong người anh đều đang phát sáng, một luồng sức mạnh từ não bộ đi ra khắp cơ thể. Thần quang nhiều màu sắc tỏa ra phía trước, phía sau là nguyên thần của Ngô Bình. Nguyên thần của anh cao tới 9 tầng mây, sừng sướng giữa trời không, đón lấy tinh hoa của nhật nguyệt. Lúc này, nguyên thần của anh cao lớn đến vạn trượng, phát ra thánh quang, trên bề mặt còn có vô số phù văn phát sáng. Người bình thường sau khi ngưng tụ được nguyên thần, nguyên thần sẽ ẩn hiện ở vị trí cách đỉnh đầu chừng 3 tấc. Hơn nữa, nguyên thần thông thường chỉ rộng chừng một tấc, lại còn lúc ẩn lúc hiện vô cùng yếu ớt. Lúc này, thậm chí một trận gió âm cũng dễ dàng làm tổn thương nguyên thần để so sánh thì nguyên thần của ngô bình giống như một thực thể cao tới vạn trượng nó có thể lên trời ngắm sao xuống đất bắt quỷ thần hình dạng và sức mạnh đó thì một vạn cái nguyên thần thông thường cũng không bị được ngô bình nhanh chóng thu lại nguyên thần anh lẩm bẩm cái của mình chắc chính là nguyên thần trí tôn rồi nhỉ anh mở sách quý thiên kiêu từ ngọc bàn phát ra một sức mạnh kỳ diệu bắt đầu giúp anh tìm kiếm thông tin trong quyển sách không lâu sau Ngọc Bàn tỏa ra một luồng sáng, bên trên xuất hiện danh sách các cao thủ có nguyên thần mạnh nhất. Cái tên Lý Huyền Bình xếp ở vị trí số 17 của bảng xếp hạng này. Anh không khỏi cao mày lầm bẩm chỉ xếp thứ 17 thôi sao? Nhưng một giây sau, một bảng xếp hạng khác xuất hiện. Bảng xếp hạng Nhân Hoàng, cái tên Lý Huyền Bình đứng vị trí số 12. Hóa ra Nhân Hoàng và Địa Tiên là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác chứ không hề mâu thuẫn với nhau. Ngô Bình vốn tưởng nguyên thần của mình như vậy đã là mạnh lắm rồi mà không ngờ vẫn xếp tiết thứ 17. Có điều anh nhanh chóng chấp nhận sự thật, từ cổ trí kim có bao đấng anh hùng, xếp thứ 17 đã là khá lắm rồi. Huống hồ, anh vẫn còn thời gian để lớn mạnh thêm. Anh tin trong tương lai không xa, mình sẽ trở thành một trong 10, thậm chí là 5 người đứng đầu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đồng ý lời mời. Không ngờ, anh vừa đồng ý thì người kia đã muốn gửi tin nhắn cho anh. Ngô Bình lưỡng lựa chốc lát rồi chấp nhận tin nhắn. Rất nhanh, từ Ngọc Bàn đã vọng ra một giọng nói nghe rất cuốn hút, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp như làn gió xuân. Cậu chủ lý Huyền Bình, tôi là Ngạo Thiên, đường chủ của điện đường thứ hai trong tiên điện thiên võ. Ngô Bình đáp, hóa ra là điện chủ Ngạo, từ lâu đã được nghe danh. Ngạo Thiên, cậu Lý có hứng thú gia nhập điện của chúng tôi không? Ngô Bình không nhắc tới chuyện trước đó mình từng thử tài ở tiên điện thiên võ. Anh đáp, tôi nghe nói tiên điện thiên võ vẫn còn kém một chút so với giáo phái vô song khác. Ngạo thiên cười đáp, kém một chút. Dưới gầm trời này có kẻ nào dám làm kẻ thù của tiên điện thiên võ kia chứ? Cho dù thiên tôn gặp tôi thì cũng phải khách sáo một chút. Ngô Bình, tiên điện thiên võ có tất cả mấy điện. Ngạo thiên đáp, tiên điện thiên võ nhận được truyền thừa từ thời cổ xưa, có tổng cộng 5 đại điện tuy nhiên hiện tại chúng tôi chỉ mở ra được hai điện số 1 và số 2. Sau đó Ngạo Thiên nói với Ngô Bình, trong số 5 điện thì điện số 1 được truyền thừa sớm nhất, còn điện thứ hai mới được truyền thừa từ 13 vạn năm trước. Hơn nữa, truyền thừa của điện số 2 khó hơn điện số 1. Hiện tại, tiền điện thiên võ vẫn chưa mở được điện số 3. Bởi muốn mở được điện này phải có người có tư chất vượt xa các bậc tiền bối. Cũng vì lẽ đó họ mới rất cần Ngô Bình, cần anh tài có thể lọt vào top 10 của bảng nguyên thần. Ngô Bình hỏi tiếp, hiện tại tiên điện thiên võ có bao nhiêu đệ tử? Ngạo thiên đáp, trước mắt, tiên điện thiên võ có khoảng 100 đệ tử, hơn 300 trưởng lão. Có điều họ đa số đều ở điện số 2 nghiên cứu công pháp, chuyên tâm tu luyện. Còn những người ở bên ngoài chỉ có khoảng 2-300 người. Ngô Bình lại hỏi thăm thêm tình hình một chút thì phát hiện tiên điện thiên võ này quả thực khá mạnh, Sức mạnh tổng thể có thể so với Tiên vực Vĩnh Hằng, Thần Thổ Thông Thiên. Hơn nữa, Ngạo Thiên còn đảm bảo rằng chỉ cần Ngô Bình chịu gia nhập thì sẽ toàn lực ủng hộ anh. Đương nhiên, tiền đề là Ngô Bình phải thông qua cuộc khảo sát, đạt tới trình độ tương ứng. Suy nghĩ một lát, Ngô Bình cười đáp, "Điện chủ Ngạo Thiên, thực ra tôi sớm đã tham gia cuộc khảo sát của Tiên Điện Thiên Võ rồi." Sau đó anh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngạo Thiên nghe xong cười ha ha đáp, "Tốt quá rồi." như vậy có nghĩa cậu có duyên với tiền điện thiên võ không cần suy nghĩ nữa mau gia nhập với chúng tôi đi chắc chắn cậu sẽ không phải hối hận ngô bình được vậy tôi sẽ gia nhập tiền điện thiên võ ngạo thiên mừng rỡ lý huyền bình giờ cậu có thể lập tức tới tiền điện thiên võ báo danh cũng có thể tạm thời ở lại thế giới mặt đất để tu luyện khi linh khí ở thế giới đó phục hồi thì sẽ có không ít cơ hội tu luyện ngô bình điện chủ nếu ở lại đây thì lại thiếu tài nguyên tu luyện Ngạo Thiên, chuyện đó có thể được. Nếu cậu gặp rắc rối thì có thể nói với người phụ trách liên lạc, tôi có thể giúp cậu giải quyết rắc rối. Ngạo Thiên có vẻ rất bận, nói thêm vài câu rồi lập tức nói, Lý Huyền Bình, tiếp theo đệ tử của tôi sẽ phụ trách hoàn toàn việc liên lạc với cậu. Một giây sau, một giọng nói khác vọng tới, giọng người này nghe có vẻ khô khan, đối phương nói, sư đệ Huyền Bình, anh là sư huynh cậu Long Quân. Sau này tôi sẽ phụ trách mọi việc liên quan đến cậu. Ngô Bình đáp, chào sư huynh, không biết tu vi của sư huynh là gì. Long Quân đáp, vì tư chất của sư huynh không có gì đặc biệt nên tu vi trước mắt chỉ là chân tiên. Có điều sức mạnh thì cũng tạm ổn, chân tiên bình thường gặp anh có thể bại trước chiêu thứ ba. Ngô Bình trong lòng bàng hoàng, vậy thì chẳng phải là cao thủ trong số các chân tiên hay sao? Anh lập tức đáp, sư huynh, nếu em gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu em không? long quân đáp sư phụ bảo anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu cho nên chỉ cần nhận được tin là anh sẽ đến ngay trong một nốt nhạc sau đó anh ta lại nói có điều thế giới mặt đất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục linh khí cho nên tạm thời anh chỉ có thể phái hóa thân của mình đến đó ngô bình cười đáp vậy cũng được long quân đưa cho anh một lệnh bài bằng ngọc thông qua nó hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau đồng thời long quân cũng có thể dùng lệnh bài này định vị ngô bình như vậy có thể nhanh chóng tới chi viện trong những trường hợp khẩn cấp. Ngô Bình, Sư Huynh, tên của em dưới này là Ngô Bình, em cần một số thứ giúp chứng minh thân phận đệ tử của tiên điện thiên võ. Long Quân đáp, cái này dễ thôi, để anh gửi một số thứ qua. Đeo những thứ đó lên là người ngoài sẽ biết cậu là đệ tử tiên điện thiên võ. Không lâu sau, Long Quân mang tới một chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong có một bộ quần áo theo ký hiệu của tiên điện thiên võ ngoài ra còn có một huy hiệu một lệnh bài chứng minh thân phận bằng kim loại một thanh kiếm có khắc ký hiệu rõ ràng của điện nhìn thấy những thứ này ngô bình thấy rất hài lòng từ giờ trở đi anh chính là đệ tử chính thức của tiên điện thiên võ không cần phải sợ bất cứ một tông phái nào khác nói chuyện với long quân thêm một lát ngô bình liền ngắt liên lạc vừa mới đột phá lên cảnh giới địa tiên nên anh rất muốn ra ngoài đi lại một lát ngô bình sau khi ngưng tụ được nguyên thần liền cảm thấy cảm quan của mình hoàn toàn khác trước đây thế giới trong mắt anh càng chân thực càng mới mẻ hơn anh cảm thấy bầu trời mặt đất và vạn vật đều vô cùng thân thuộc khi ra khỏi phòng anh phát hiện thần chiếu lý dư mộc linh đều đứng ở phía xa nhìn anh bằng ánh mắt kính nể ngô bình hỏi mọi người túc trực ở đó nãy giờ sao lý dư gật đầu chủ nhân nguyên thần của chủ nhân ban nãy thực sự dọa người. Nếu ai không biết còn tưởng thiên tiên hạ phàm. Lý Dư nói, chủ nhân, đây là thứ mà Lý Kiến Thiết gửi. Ông ấy nói chủ nhân sẽ cần tới. Ngô Bình liếc mắt nhìn, là danh sách đan dược mà núi Long Hổ cung cấp. Ngô Bình liếc mắt nhìn rồi cất danh sách đó đi. Lúc đó vừa qua giờ trưa, Ngô Bình ăn tạm một chút rồi đứng dậy đi tới học viện võ đạo. Trong vườn đào của học viện, anh gặp La Đạo Nhất. La Đạo Nhất cười nói, xem ra cuối cùng cậu cũng đã đột phá cảnh giới rồi. Ngô Bình, tôi vừa ngưng tụ được nguyên thần. La Đạo Nhất, trước khi đột phá lên địa tiên, cậu đã làm tới bước đó rồi chứ? Ngô Bình gật đầu, tôi đã bước vào cảnh giới đế. La Đạo Nhất kinh ngạc, reo lên, được, quá tốt rồi. Có cậu rồi, học viện võ đạo sẽ ngày càng phát triển huy hoàng. Ngô Bình, viên khắc hiếu đã tìm tôi bàn bạc qua rồi. La đạo nhất mỉm cười đáp, việc này tôi biết rồi. Đại hội võ lâm ngày kia sẽ tổ chức, hai ngày tới cậu cũng cố gắng lên lớp giảng dạy cho học sinh nhé. Ngô Bình, chỉ cần giảng dạy thôi sao? Là đạo nhất thở dài, một số môn phái ở tiên giới phái đệ tử đến học viện học tập. Những người này khó bảo, hay gây chuyện, những giáo viên thông thường không trị nổi. Ngô Bình, cho nên ông cần tôi tới trị đám học trò bất trị bày. La đạo nhất, nói vậy cũng không sai. Ngô Bình, học viện võ đạo chúng ta mặc dù không tệ nhưng so với các môn phái ở tiên giới thì vẫn còn có khoảng cách lớn. Vậy mà bọn họ lại thi nhau kéo tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? La đạo nhất, chính là học phủ truyền kỳ, nếu muốn tới đó thì học viện này là tiền đề tốt nhất. Còn nữa, gia nhập học viện võ đạo là bọn họ sẽ có cơ hội trở thành quan chức. Ngô Bình, không ngờ bên trên đã nhúng tay vào nhanh như vậy là đạo nhất, đều là việc có thể đoán trước được. Đúng rồi, tôi sợ bọn họ gây chuyện nên đã cho tất cả vào một lớp, bên ngoài thì gọi là lớp thiên tài. Lát cậu đi dạy lớp đó nhé." Ngô Bình gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi." Học viện Võ Đạo, lớp thiên tài. Lớp học này nằm ở phía đông học viện, gần một cái hồ nhân tạo, xung quanh là vườn hoa. Môi trường ở đây có thể nói là rất tốt. Lúc này trong phòng học một đám thanh niên tuổi từ 15 đến 27, có nam có nữ đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Diện tích lớp học rất lớn, có sức chứa tới 100 người. Có điều bục giảng đã phủ đầy bụi vì lâu lắm không có giáo viên nào dám đến dạy. Bởi cứ đến lớp này dạy là lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Đột nhiên, có người bước vào lớp, đi lên bục giảng. Người đó đương nhiên chính là Ngô Bình, anh đặt giáo án xuống cầm một quyển sổ nhỏ lên rồi hỏi ai là Đông Phương Vân Tiêu. Một thiếu niên chỉ khoảng 15 tuổi, mặc một chiếc áo choàng thổ cầm thiết kế kiểu cổ xưa. Cậu ta như cười như không đứng dậy hỏi, anh gọi tôi sao? Ngô Bình liếc nhìn cậu ta, hỏi, ba hôm trước cậu đánh cô giáo Chu Tiểu Ngọc. Hậu quả khiến cô ấy bị thương nặng, gãy tay, da đầu bị chóc, tóc rụng một nửa, mặt cũng bị hủy dung. Hiện giờ cô ấy vẫn đang phải tiếp nhận điều trị. Cậu thiếu niên tên Đông Phương Vân Tiêu này cười cổ quái, đáp anh nói tôi mới nhớ ra đấy. Hôm đó tôi muốn sờ một chút gò bồng đảo của người đẹp đó mà cô ta lại dám né đi. Thế nên tôi mới cho cô ta một phát tát, chật chật, anh nói xem một con kiến ở thế giới mặt đất này mà dám phản công sao. Ông đây tức lắm, nên sau đó mới đánh cho cô ta một trận nữa. Nghe anh nói thì cô ta chưa chết nhỉ, xem ra tôi nhẹ tay quá, xem ra ông đây vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc chán ngô bình lấy ra một cuốn sổ nói dựa theo quy định của học viện học sinh đánh giáo viên khinh thường đàn anh sẽ bị phế tu vi sau đó đuổi khỏi học viện không bao giờ nhận lại nếu đánh giáo viên bị thương nặng thì sẽ phải trả giá gấp đôi cậu thiếu niên kia không cười nữa mà nhìn chằm chằm ngô bình anh là giáo viên mới đến ngô bình giới thiệu một chút tôi là ngô bình giáo viên của học viện võ đạo thầy giáo à ha ha cậu thiếu niên kia bật cười sau đó đám nhóc kia cũng bật cười theo đó đều là những điệu cười khinh miệt và mỉa mai ngô bình đặt cuốn sổ xuống nói đông phương vân tiêu giờ tôi sẽ phế tu vi của cậu đồng thời tôi sẽ căn cứ vào tình hình thương tích của cô giáo chu để định hình phá thích đáng cho cậu cậu có ý kiến gì không đông phương vân tiêu cười lạnh có phải anh chán sống rồi không biết ông đây là ai không hả ngô bình mặt không cảm xúc nhà từng chữ cậu là ai không quan trọng quan trọng là cậu phải chấp nhận hình phạt. Tôi sẽ mạnh tay nên cố đừng có khóc, nếu không sẽ làm các bạn xung quanh sợ. Đông Phương Vân Tiêu lập tức cười như điên đáp, nhận sự trừng phạt. Chỉ dựa vào một con kiến như anh, trông anh thì có lẽ còn chưa phải là chân nhân nhỉ. Nói rồi, cậu ta búng tay một cái, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Ông ta mặt không cảm xúc, nhìn Ngô Bình như đang nhìn một người đã chết. Ngô Bình nhìn lại ông ta, hỏi ông là ai? Không biết những người không phận sự không được phép đi vào học viện sao?" Ông ta cười lạnh đáp, "Dám đắc tội với cậu chủ nhà tôi, cậu sẽ chết rất thảm." Ngô Bình mặt lạnh như tiền đáp, tự tiện xông vào học viện và uy hiếp giáo viên, có thể bị giết ngay tại chỗ. Gã đàn ông đứng tuổi nổi trận lôi đình, vì có tu vi tiên quân nên ông ta chẳng coi Ngô Bình là cái đinh gì, lập tức tung trưởng tấn công anh. Nhưng ông ta vừa giơ tay lên thì Ngô Bình đã ra tay trước trưởng của anh truyền đi trong không gian dáng vào người gã đàn ông khiến ông ta bay xa mười mấy mét rồi rơi xuống đất bịch một cái nặng nề sau khi chạm đất cơ thể ông ta mềm nhũn ra như bông máu từ mắt và mũi trào ra sau đó ông ta co giật vài cái rồi tắt thở đông phương vân tiêu đứng trơ ra vừa kinh ngạc vừa giận dữ mày dám giết người của tao đoàng ngô bình phất tay đông phương vân tiêu như thể bị một bàn tay vô hình tóm lấy Đầu đập mạnh vào bục giảng. Cậu đánh gãy một tay cô giáo Chu thì tôi sẽ đánh gãy hai tay cậu, dứt lời anh vươn tay ra ấn một cái, hai tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay trái của Đông Phương Vân Tiêu nát vụn. Sau đó tay phải của cậu ta cũng bị Ngô Bình bẻ gãy. Đông Phương Vân Tiêu đau đến nỗi suýt ngất lịm đi, cuối cùng đã biết mình gặp phải cao thủ. Cậu ta vội vã cầu xin, "Thầy giáo Ngô, tôi sai rồi, tha cho tôi đi." Ngô Bình, cậu vặt chuỗi một nửa tóc trên đầu cô giáo Chu, vậy tôi sẽ vặt chuỗi tóc của cậu. Sứt lời, anh tóm lấy tóc cậu ta, dùng lực bứt mạnh. Lập tức, da đầu chóc ra, máu tươi chảy ra. Đám học sinh bên dưới đứng nhìn như chết chân, kẻ nào kẻ nấy run rẩy, mặt trắng bệch như cá chết. Sau khi đã bứt chuỗi tóc, Ngô Bình bình thản nói, cậu hủy đi dung mạo của cô giáo Chu thì gương mặt này cậu cũng không cần nữa. Nói rồi, anh lại vươn tay ra, Đông Phương Vân Tiêu thét lên thảm thiết. Da mặt cậu ta đã nát bấy, thi nhau chóc ra khỏi mặt, để lộ ra máu thịt bên dưới. Sau cùng, Ngô Bình nói, phế tu vi, đuổi khỏi học viện. Nói rồi, anh chỉ tay vào cậu ta, Đông Phương Vân Tiêu cảm giác người mình mềm nhũn ra như người đã chết, bất tỉnh nhân sự. Mấy nhân viên của nhà trường đi vào, khiêng Đông Phương Vân Tiêu ra ngoài. Trong phòng học im lặng như tờ, đám học sinh kia không dám thở mạnh. Thứ nhất là do Ngô Bình quá ác, phế luôn Đông Phương Vân Tiêu. Thứ hai là Ngô Bình quá mạnh, một chiêu đánh chết tiên quân. Sức mạnh như vậy thì giết bọn họ chẳng khác nào giết kiến cỏ. Ngô Bình ban nãy chính là dung cây dọa khỉ, uy hiếp đám học sinh này. Anh nhìn quanh lớp, lạnh lùng hỏi các người còn kẻ nào dám hành hung giáo viên, khinh miệt giáo viên, gây gổ với bạn học thì tự mình đứng ra thì tôi sẽ nhẹ tay nếu không đứng ra thì một khi tôi đọc tới tên các người thì kết cục sẽ như Đông Phương Vân Tiêu. Anh vừa dứt lời, đám học sinh kia sợ vỡ mật. Một nữ sinh chừng 17 tuổi, run rẩy nói, thầy giáo ngô, em từng mắng thầy giáo trương. Em sai rồi, em sẽ sửa, sau này không dám nữa ạ. À. Ngô Bình lạnh lùng đáp, vậy còn phải xem thầy Trương có tha thứ không? Anh gọi một tiếng, một thầy giáo đứng tuổi đi vào lớp. Nữ sinh kia vội vã chạy tới, quỳ xuống đất khóc nức nở thầy trương em sai rồi cầu xin thầy tha lỗi cho em hu hu thầy giáo trương bình thản đáp đừng khóc nữa thầy tha lỗi cho em sau này phải biết tôn sư trọng đạo chăm chỉ học tập vâng cảm ơn thầy ạ à. nữ sinh kia mừng rỡ liên tục nói cảm ơn cứ như vậy các học sinh từng đánh mắng thầy cô gây gổ với bạn bè đều thi nhau nhận lỗi các thầy cô cũng rộng lòng bỏ qua Trừ phi lỗi đó vô cùng nghiêm trọng. Sau cùng, Ngô Bình chỉ xử lý thêm 3 học sinh, những học sinh còn lại thì nhận những hình phạt nhẹ nhàng. Ngô Bình vừa lên lớp là nề nếp đâu vào đấy, lớp học trật tự, học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Xử lý xong mấy học sinh kia, Ngô Bình chính thức vào bài dạy, hôm nay anh dạy cách sử dụng sức mạnh. Anh tinh thông kỹ thuật dùng lực, cực kỳ uyên bác trong vấn đề này, kiến thức của anh hơn xa người thường anh chỉ giảng những vấn đề dâu riêng nhỏ nhặt mà đám học sinh bên dưới đã há hốc nghiệp trước đó đám học sinh này sợ anh giờ thì vừa nể vừa sợ sau khi tan học ngô bình quay lại ký túc xá của mình nhưng anh đi đến ngang đường thì nhìn thấy mấy thầy cô giáo đang đứng chờ thấy anh xuất hiện họ thi nhau vỗ tay ngô bình cười hỏi mọi người đang làm gì vậy thiết huyền nghiêm mặt đáp ngô bình nói thật lòng đám học sinh bất trị đó chúng tôi không thể quản nổi nhờ có cậu mà tôn nghiêm của người thầy mới được lấy lại ngô bình đáp thầy quá lời rồi lúc này la đạo nhất cũng đột ngột xuất hiện ông ấy nói tiện mọi người đều ở đây tôi có việc này cần tuyên bố từ nay ngô bình sẽ là viện phó của học viện chúng ta trực tiếp thăng cấp lên giáo viên năm sao mọi người không ai đố kỵ mà ngược lại còn rất vui mừng thi nhau vỗ tay ngô bình đáp viện trưởng tôi chưa lập được công lao gì Đột nhiên trở thành giáo viên năm sao có vẻ không hợp lý lắm. La đạo nhất, cậu có thể dẹp yên đám học sinh bất trị đó, bảo vệ được tôn nghiêm của nhà trường đã là công lao rất lớn rồi. Nói chuyện với mọi người thêm vài câu, Thiết Huyền nói, "Viện phó Ngô, giờ cậu đã có thân phận mới rồi thì cần đổi chỗ ở khác. Để tôi đưa cậu đi xem." Ngô Bình, "Vậy phiền anh rồi." La đạo nhất và mấy người kia cũng đi cùng, chỉ một lát sau Họ đi tới ngọn núi phía sau học viện. Ở trên núi có một biệt thự trông rất cổ kính. "Là đạo nhất, viện phó Ngô, sau này đây chính là nơi ở của cậu." Ngô Bình rất hài lòng, đáp cảm ơn viện trưởng. Ngô Bình và các thầy cô đi tham thú căn nhà một lát, sau đó anh lấy trà ra pha mời mọi người. Mọi người uống trà trò chuyện, nhưng đột nhiên nghe thấy ở phía trường học có một tiếng nổ vang trời. Sau đó, một đống pháo hoa lao vút lên bầu trời dù là ban ngày nhưng trông vẫn vô cùng rực rỡ nhìn thấy cảnh này mọi người không khỏi kinh ngạc lãnh nhân nói lại là cái tên hay nghịch pháo lần này lại muốn tỏ tình với ai đây ngô bình rất tò mò hỏi tên hay nghịch pháo lãnh nhân giải thích viện phó học viện ta có một học sinh tên là trúc xích hỏa đã từng học được cách chế tạo pháo hoa cậu ta thường dùng pháo hoa để tỏ tình với các nữ sinh thậm chí là giáo viên nữa Ngô Bình nhìn cả bầu trời đầy pháo hoa, đột nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói, "Chúng ta đi xem xem." Ở sân luyện võ của học viện võ đạo có một nam sinh tay cầm bó hoa tươi, đứng trước mặt một nữ sinh xinh đẹp như hoa, khí chất cao quý. Thấy cảnh này, Lãnh Nhân bật cười, không ngờ lần này lại là một trong hai hoa khôi của trường Khương Thi Nguyệt. Cái tên này càng ngày càng to gan rồi. Cô nữ sinh tên Khương Thi Nguyệt lạnh lùng nhìn cậu nam sinh trước mặt, không nói một lời rõ ràng đây là biểu hiện của sự từ chối, thậm chí là khinh thường đến nỗi không muốn phí lời. Thằng nhãi, nào uống nước hả? Dám tỏ tình với thi nguyệt sao? Đột nhiên, một nam sinh cao to lao tới, đá văng trúc xích hỏa ra. Nhìn thấy nam sinh này, trúc xích hỏa mặt biến sắc, hầu vân siêu, đừng có bắt nạt người quá đáng. Cậu tỏ tình được còn tôi thì không à, trúc xích hỏa không phục, lớn tiếng phản bác. Ngô Bình, không được đánh nhau trong học viện. Hầu Vân siêu tát vào mặt mình rồi nói, em quên mất, xin thầy ngô tha cho em lần này, cậu ta cười cợt nói. Ngô Bình mặc kệ cậu ta, sau đó kéo Trúc Xích Hỏa dậy rồi cười hỏi, cậu là Trúc Xích Hỏa hà? Trúc Xích Hỏa gật đầu ngay, vâng ạ. Cách đây không lâu, Trúc Xích Hỏa đã đến nghe Ngô Bình giảng bài nên cũng nhận ra anh ngay. Ngô Bình, bán nãy, tôi đã nhìn thấy pháo hoa mà cậu tạo ra, nó cháy trên không rất lâu, sao cậu làm được thế? Kẻ không hiểu thì chỉ xem cho vui, người biết thì sẽ hỏi cặn kẽ. Sau khi nhìn thấy pháo hoa, Ngô Bình đã biết chúng không hề đơn giản, bởi chúng khiến anh nghĩ tới lửa thần trong truyền thuyết. Trúc Xích Hỏa nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ, "Thầy Ngô, mình có thể đến chỗ khác nói chuyện được không ạ?" Ngô Bình gật đầu, "Ừ, đến chỗ tôi đi." Anh chào nhóm La đạo nhất một tiếng, bảo tối mời họ đi uống rượu, mọi người đều vui vẻ đồng ý ngay. Lúc rời đi, ngô bình đi ngang qua chỗ khương thi nguyệt cô ấy cúi người chào thầy ngô ngô bình gật đầu rồi nhanh chóng bước qua khương thi nguyệt nhìn theo bóng lưng anh bằng ánh mắt kỳ lạ ngô bình là võ tông truyền kỳ duy nhất trên đời một người có thân phận phi phàm như vậy khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ sau khi ngẫm nghĩ một lát cô ấy chạy nhanh đuổi theo anh thầy ngô nghe thấy tiếng gọi của khương thi nguyệt trúc xích hỏa run lên rồi đứng sững lại ngô bình dừng bước rồi ngoảnh lại hỏi có chuyện gì thế khương thi nguyệt thầy ngô em có mấy câu hỏi về tu hành thầy có thể giải đáp cho em không ạ vì có chút xích hỏa ở đây nên cô ấy mới dám đưa ra yêu cầu này ngô bình gật đầu được em đi cùng luôn đi ba người đi tới một biệt viện trên núi ngô bình mời họ ngồi nhóm triệu thiên lạc cũng đã chuyển đến đây nhìn thấy có gái đẹp diệp huyền lập tức sấn tới Ngô Bình gọi trúc xích hỏa vào phòng sách rồi nói, "Giờ em nói được rồi đấy." Trúc xích hỏa đấm vào ngực mình ba cái, sau đó mở miệng phun ra một đốm lửa. Đốm lửa này rất dịu, chỉ bé chừng hạt đậu tương và có màu tím ánh vàng. Thấy thế, Ngô Bình biết ngay suy đoán của mình là đúng, anh nói, "Đây là Tử Linh Bảo Diệm à?" Tử Linh Bảo Diệm là một trong những ngọn lửa dùng để luyện đan, hiệu quả của nó mạnh hơn than long và than linh không biết bao nhiêu lần. Nhưng loại lửa này rất hiếm, luyện hóa lại khó nên truyền lại đời sau cực ít, làm Ngô Bình tìm mãi cũng không thấy. Trúc Xích Hỏa cười nói, "Thầy Ngô, thầy siêu thật đấy, cái gì cũng biết. Đây là bảo diệm gia truyền của nhà em, nhưng tu vi của em không cao nên đến đời em, chẳng những không phát triển được nó, mà còn làm nó yếu dần đi." Ngô Bình, cậu mới ở cảnh giới Tiên Thiên thì chưa thể bồi dưỡng nó được. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, "Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện." cậu có thể đồng ý hoặc không, tôi sẽ không làm khó. ngọn lửa này rất có tác dụng với tôi nên tôi muốn dùng thứ khác để trao đổi nó với cậu. trúc xích hỏa cười nói, thầy ngô, nếu thầy cần dùng đến nó thì cứ lấy đi ạ, à. dẫu sao nó ở với em cũng sẽ sớm bị tắt thôi. ngô bình cười nói, tôi không thể lấy không của cậu được. thế này đi, tôi sẽ tặng cậu một ít tài nguyên tu hành, đồng thời giữ cậu lại. tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu tu luyện, ít nhất sẽ giúp cậu đột phá lên chân quân. Trúc Xích Hỏa kinh ngạc hỏi, thầy nói thật không ạ? Ngô Bình, đương nhiên là thật rồi, cậu có đồng ý không? Trúc Xích Hỏa mừng quính rồi nói ngay, em có. Ngô Bình nhận lấy ngọn lửa, sau đó cùng Chúc Xích Hỏa quay lại phòng khách. Diệp Huyền đang trò chuyện với Khương Thi Nguyệt ở đây, thấy Ngô Bình đi ra, Khương Thi Nguyệt lập tức đứng dậy, thầy Ngô. Ngô Bình, em có gì thắc mắc thì hỏi đi. Khương Thi Nguyệt lấy một bộ cổ tịch ra, đây có vẻ là vật của thời cổ đại vì có chi chít chữ tiên." Cô ấy nói, "Thầy Ngô học rộng hiểu nhiều, chắc hắn hiểu được những chữ này ạ." À? Ngô Bình liếc nhìn thì biết đó là một loại công pháp bổ trợ, nó có thể cường hóa nguyên thần. Anh đọc sơ qua rồi điểm một cái vào mi tâm của Khương Thi Nguyệt, các nội dung liên quan đều chảy vào não bộ của cô ấy ngay. Khương Thi Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi mừng rỡ nói, "Cảm ơn thầy Ngô." Ngô Bình không phải kẻ ngốc, anh biết Khương Thi Nguyệt nhờ mình xem hộ công pháp này có ý là nếu anh đọc được thì coi như tặng anh nên nói, công pháp bổ trợ này được đấy, thầy không thể xem không của em được. Anh lấy hai viên nguyên anh đan ra rồi đưa cho cô ấy, nói em vừa ngưng luyện nguyên thần, muốn tu luyện công pháp này thì nên uống nguyên anh đan. Khương Thi Nguyệt nhận lấy đan dược rồi nói, em cảm ơn thầy ngô. Cô ấy ngồi thêm một lát rồi ra về, chúc xích hỏa vội vàng chạy đi tiến. Ra đến ngoài, Trúc Xích Hỏa nói, Thi Nguyệt, nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Giờ mình là học trò của thầy Ngô rồi nên phải ở lại đây để tu luyện. Khương Thi Nguyệt không khỏi thấy ngưỡng mộ, Ừm, um, tôi biết rồi. Khương Thi Nguyệt đi rồi, Ngô Bình tiếp tục chỉ dẫn cho nhóm tạ cuồng tu luyện. Diệp Huyền và tạ cuồng đều đã trở thành võ quân, tiếp theo Ngô Bình còn phải giúp họ trở thành thần quân. Sau cảnh giới này thì họ có thể đột phá lên địa tiên rồi. Buổi tối Ngô Bình đến quán của ông Chu Gù, La Đạo Nhất và nhóm Thiết Huyền cũng đã đến, năm người cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Ông Chu Gù hôm nay khá vui nên đã làm khá nhiều món nướng. Sau khi uống được kha khá, khá La Đạo Nhất nhìn ông Gù rồi nói, "Ông Gù, ông cũng ra làm vài chén đi." Ông gì nướng đồ ăn xong thì ngồi một mình ở cái ghế trúc gần đó đến ngây người, thấy La Đạo Nhất gọi mình, ông ấy lạnh giọng nói, "Tôi không uống rượu." Là đạo nhất hỏi Ngô Bình, cậu có chữa được bệnh của ông ấy không? Ngô Bình đáp, khá lằng nhằng đấy. Là đạo nhất sáng mắt lên nói, ông gù, ông muốn khôi phục tu vi thì ra đây ngay cho tôi. Ông gù cũng đã nghe thấy hai người trò chuyện nên đứng bật dậy, sau đó sững sờ nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi à? Thiết huyền, cậu ấy là Ngô Bình giáo viên năm sao kiêm viện phó đấy. Ngô Bình, tôi nghe nói, ông nghiên cứu vấn đề khó trong võ học nên mới bị thế này đúng không ông gù gật đầu nói khi ấy ý chí của tôi cao lắm giờ nghĩ lại mới thấy nực cười ngô bình chuyện gì cũng phải có người thử mà tôi lại thấy khâm phục dũng khí của ông ông hãy kể cho tôi nghe vấn đề khó mà khi ấy ông giải quyết ma đạo ông gù nói từ lâu sự thật đã chứng minh là sau khi tiến vào ma đạo thì thực lực sẽ tăng cao nếu có thể sử dụng trạng thái của ma đạo một cách đơn thuần, đồng thời giữ được tâm hồn thanh tỉnh thì có thể khiến tu hành tiến bộ rất nhanh. Ngô Bình, điều này rất khó, vì nhập ma là một trạng thái tâm trí rối loạn, nếu mà tỉnh thì đã chẳng nhập ma. Ông gù, tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, sau đó phát hiện nếu giữ mình ở ranh giới của nhập ma thì vẫn có hiệu quả tăng sức mạnh như cũ, mà lại không hoàn toàn bị nhập ma. Ngô Bình tò mò hỏi, còn có chuyện ấy ư? Ông gù gật đầu. Dựa vào đó, tôi đã thử duy trì bản thân ở trạng thái chạm ngưỡng nhập ma. Nhưng cuối cùng tôi đã thất bại vì vượt ngưỡng và bị nhập ma hẳn. May mà khi ấy tôi kịp thời phong ấn sức mạnh của mình, đó cũng là lý do khiến tôi trở thành như bây giờ. Ngô Bình, tư tưởng của ông không có vấn đề, nhưng con người rất khó khống chế được cái giới hạn mỏng manh ấy. Ông gù thở dài nói, đúng vậy, nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định tôi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn ấy. Ngô Bình, ông giải phóng sức mạnh đi, chờ ông nhập ma rồi, tôi sẽ giúp ông hồi phục." Ngô Bình kinh ngạc nói, tôi nhập ma rồi thì cậu giúp tôi hồi phục ư? Thiết Huyền vội nói, anh Ngô, ngày xưa ông gù là người có thực lực mạnh nhất của học viện đấy. Ý của Thiết Huyền là Ngô Bình có chắc mình khắc chế được ông gù không? Ngô Bình nói, chỉ cần ông ấy chưa là thiên tiên thì tôi chấp được hết. Ông Chu Gù cắn răng nói, được. Ngay sau đó, có một luồng khí tức đáng sợ vây quanh người ông ấy, tiếp đó có một sức mạnh hình màu đen lao ra, nhưng nó có cái đầu nhọn hoắt, ma khí thì dày đặc. Là đạo nhất nhanh chóng vận công đề phòng bất chắc, còn nhóm thiết huyền và lãnh nhân thì cũng vây xung quanh để hỗ trợ ngô bình kịp thời. Mặt ông gù nhăn nhó, cái lưng còng dần biến mất, ngay sau đó đôi mắt của ông ấy biến thành màu đen, giọng nói cũng đã thay đổi, thả ta ra thì các ngươi chết chắc rồi. Ngô Bình ấn một tay vào đỉnh đầu ông ta, sức mạnh màu đen đó lập tức gào thét sau đó dần bị một luồng sức mạnh đẩy lùi ngô bình ông chu đừng khách sáo mời ngồi tên thật của ông gù là chu tinh mặc nhưng rất lâu rồi không còn ai gọi tên của ông ấy nữa ông ấy ngồi xuống bàn bên cạnh với tâm trạng rất kích động thầy ngô thầy làm thế nào vậy trong suy nghĩ của chu tinh mặc thì đến la đạo nhất cũng chưa khác đã khống chế được tình trạng nhập ma của mình ngô bình sức đủ mạnh thì sẽ làm được thôi La Đạo Nhất vui mừng nói, Chu Tinh mặc hồi phục thì học viện ta lại có thêm một cường giả nữa, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Uống rượu xong thì ai về nhà nấy? Ngô Bình về đến mà vẫn không thể quên trạng thái chạm ngưỡng nhập ma mà Chu Tinh mặc nói. Trong sách cổ rất hay nhắc đến một trạng thái cực mạnh có tên là ma võ. Võ tu nhập ma có thực lực cao hơn rất nhiều lần võ giả của giới tu hành, hơn nữa tốc độ tu hành còn cực nhanh, cũng có người từng nghiên cứu và phát hiện ra rằng, khi tiến vào trạng thái ma võ, rào cản của con người sẽ được phá vỡ bởi một lý do nào đó, vì thế con người mới dễ dàng đột phá hơn khi ở trạng thái này. Nhưng khi con người nhập ma thì sẽ mất đi nhân tính, tu vi có cao hay thực lực có mạnh đến mấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một cô máy giết chóc mà thôi. Điều này khiến cho dù luôn có người nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng chưa một ai dám nghiên cứu sâu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không thử. Anh lấy lửa thần ra rồi rót hỗn nguyên tiên lực vào trong, ngọn lửa được nuôi dưỡng nên đã cao hơn hẳn. Sau đó, anh dùng cổ pháp rồi liên tục truyền thần niệm thêm cho nó. Đến hơn 3 giờ sáng, cuối cùng thì lửa thần cũng đã được luyện hóa. Lửa thần sau luyện hóa được Ngô Bình cất vào trong đan điền, phòng khi cần đến sẽ lấy ra được luôn. Nhưng nuôi nó cần rất nhiều tiên lực. May mà anh có nhiều tiên thạch nên có thể cung cấp năng lượng mãi mãi cho nó, để nó liên tục trưởng thành hơn. Hiện tại, nó vẫn còn quá yếu, phải nuôi nửa tháng mới có thể mang ra luyện đan được. Khi trời sáng, Ngô Bình đang dọn lại pháp khí chữ đồ thì tìm thấy hai cái nhẫn. Một trong số đó anh lấy trong dược phách, khi ấy còn có một con rắn. Chiếc nhẫn đeo trên cánh tay còn đi găng tay ở ngoài. Trong chiếc nhẫn này có một không gian hình trụ có đường kính 20 m và cao hơn 10 m và đã đựng kín đồ. Khi đó, tu vi của Ngô Bình còn thấp nên phải chờ đột phá địa tiên xong và có nguyên thần rồi thì mới mở được. Hiện giờ, anh đã là địa tiên nên có thể mở được nó ra rồi. Anh mở chiếc nhẫn ra thì thấy có rất nhiều thùng ở bên trong, cái thì đựng quần áo, cái đựng đồ trang sức, có cái thì chuyên đựng giày. Ngô Bình xem hết một lượt xong thì tỏ vẻ thất vọng, đồ bên trong toàn dùng để mặc hoặc đeo lên người để trang trí. Có mấy chục loại quạt, 17 loại mũ cổ, 27 miếng ngọc bội. Giày thì có hơn trăm đôi, quần áo thì vô số kể, chắc phải tới 300 bộ. Lẽ nào là đồ của ca kỹ, Ngô Bình lẩm bẩm. Ngay sau đó, anh đã tìm ra thân phận của người này. Chủ nhân của cánh tay tên là thần tân một thế tử của nước chư hầu nào đó nhìn các món đồ này thì có thể đoán thần tân là thế tử chư hầu của một thương gia nào đó lúc này ngô bình lại lấy bàn tay ấy ra sau đó cầm vào chiếc nhẫn một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn ra chiếc nhẫn đã được tháo xuống sau đó nguyên thần của anh chấn động thần niệm hung hãn tiến vào trong nhẫn một lần hai lần nhưng thử vài lần vẫn không ăn thua ngô bình tròn mắt ngạc nhiên cấm chế gì mà mạnh thế nhỉ anh không tin nên lập tức thi triển sức mạnh của ất mộc và tử vi, cố phá cấm chế cho bằng được. Một luồng sức mạnh như sóng biển sông vào chiếc nhẫn, sau đó có một tiếng động vang lên, cuối cùng cấm chế cũng bị phá, Ngô Bình đã có thể nhìn thấy các thứ bên trong nhẫn. Không gian trong nhẫn rất rộng, là một pháp khí động thiên giống cậu thiên hư. Diện tích của động thiên này bét cũng phải trên nghìn mét vuông, bên trong chất đầy binh khí, nguyễn giáp, cung tên, chiến xa ngoài ra còn có rất nhiều tiên thạch và bùa chú ngô bình nhanh chóng tìm thấy vật liên quan đến thân phận của chủ nhân chiếc nhẫn này đó là một chiếu thư thì ra người này là một tướng quân phụng mệnh trấn thủ biên cương đồ bên trong chiếc nhẫn này đều là vật liệu quân nhu nhưng không biết tại sao vị tướng quân này lại bị giết thực lực của người này chắc phải đến cấp hư tiên rồi ngô bình thầm nghĩ anh lấy tiên thạch ra thì thấy có rất rất nhiều sau đó anh cất hết đi bùa chú cũng nhiều không kém, nhưng cấp bậc khá thấp, chỉ dành cho các chiến sĩ bình thường sử dụng, ví dụ như bùa đại lực, bùa hộ giáp, bùa bay lượn, sau khi sử dụng sẽ giúp tăng lực chiến đấu. Còn các binh khí khác thì cũng có khá nhiều. Ví dụ như cung tên, nó có chất lượng rất tốt, bên trên cung còn khắc bùa chú, còn mũi tên cũng được làm một cách đặc biệt. Ngô Bình đoán nó có thể hạ được cả chân quân, thậm chí tiên quân cũng sẽ bị thương. Đương nhiên điều kiện là phải bắn trúng mục tiêu. Còn có một ít mâu và kiếm, chất lượng cũng tạm ổn. Ngô Bình xem qua một lượt rồi nói, có thêm các trang bị này rồi thì mình có thể trang bị cho vài chục nghìn quân ấy chứ. Để xem có bán cho Thanh Long quân hay Huyền Vũ quân được không nào. Xử lý xong hai chiếc nhẫn, Ngô Bình hít thở sâu để dưỡng Nguyên Thần. Sau khi ngưng tụ Nguyên Thần, anh cần phải nuôi dưỡng nó một thời gian. Anh mới nhận được một bộ công pháp bổ trợ từ Khương Thi Nguyệt, sau khi tu luyện công pháp này, có thể nâng nâng cao Nguyên Thần Công pháp này có tên là Cực Thần Kinh, gồm 5 tầng. Công pháp này thích hợp tu luyện vào giai đoạn Nguyên Thần, để hỗ trợ cho Nguyên Thần mạnh mẽ hơn, tạo một nền móng vững chắc cho việc tu luyện về sau. Lời mở đầu của Cực Thần Kinh có nói mức độ khó khi tu luyện công pháp này sẽ tăng lên dần. Ai tu luyện được đến tầng thứ 3 thì được gọi là thiên tài, đến tầng thứ 4 thì là thiên kiêu. Nếu tu luyện đến tầng thứ 5 thậm chí sẽ mở được rào cản của Nguyên Thần. Ngô Bình bắt tay vào tu luyện tầng thứ nhất ngay, quá trình không dễ dàng lắm, nhưng cũng không phải là khó, anh mất hơn 3 tiếng là đột phá. Tầng thứ nhất của cực lạc kinh là ngưng luyện thần tức trong nguyên thần. Thần tức là một sức mạnh được tạo thành trên cơ sở của thần niệm. Trong lịch sử, chỉ có 12% trên tổng số lượng tu sĩ tu luyện cực thần kinh mà có thể ngưng luyện ra thần tức, còn lại thì hầu hết là thất bại. Hiệu quả lập tức thấy ngay, thần tức trong nguyên thần của Ngô Bình lập tức nhiều lên. Cứ thế, anh vừa uống nguyên anh đan vừa luyện thần tức. Đến đêm khuya, thần tức mà anh ngưng luyện đã to hơn hẳn, Ngô Bình không hề biết rằng bây giờ, Khương Thi Nguyệt cũng đang luyện thần tức, nhưng thần tức của cô ấy chỉ bé như hạt đậu, kém xa thần tức của anh. Ngô Bình cảm thấy thần tức khá ổn rồi, nếu nhiều thêm nữa thì nguyên thần của anh sẽ không chịu nổi. Có thể đột phá lên tầng 2 rồi. Tu luyện ở tầng thứ hai của cực thần kinh là dùng thần tức để mở thần mạch trong nguyên thần, tác dụng của thần mạch giống thần lạc, kinh lạc trong cơ thể, nói chung là đường đi của thần tức. Tu luyện ở tầng này khó hơn tầng một nhiều, trong số các tu sĩ ngưng luyện ra được thần tức chỉ có 5% mở được thần mạch. Hơn nữa, hầu hết họ chỉ mới được một thần mạch mà thôi. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi dùng khả năng nhìn xuyên thấu vạch năm đường trong nguyên thần, chuẩn bị mở năm thần mạch. Năm thần mạch giao thoa với nhau, cuối cùng nối liền với ba cấm chế và thần bàn trong nguyên thần, mở ra cho ta. Một tiếng động lớn vang lên, nguyên thần đã mở ra năm đường thần mạch, thần lực chảy nhanh như thác ở bên trong. Mỗi khi vận hành một chu thiên, nguyên thần của Ngô Bình lại mạnh thêm một chút. Điều thú vị là dưới tác dụng của thần tức, một trong ba cấm chế trong nguyên thần đã nơi lỏng, sau đó phóng ra một luồng thần lực thấm vào trong thần tức. Điều này khiến thần tức của Ngô Bình trở nên đặc biệt hơn. Tầng 3 của cực thần kinh là luyện hóa tinh lực. Nếu là luyện hóa tinh lực thì Ngô Bình có ưu thế rất lớn, trước kia khi ngưng luyện nguyên thần, anh đã hấp thu tinh hồn. Nhờ tinh hồn đó mà anh có thể dễ dàng kết nối với các vì sao trên trời, sau đó hấp thu tinh lực. Hấp thu tinh lực cần phóng nguyên thần bay lên cửu thiên, vì thế phải có người ở bên cạnh bảo vệ. Nếu không một khi nguyên thần bay đi rồi, thể xác sẽ bị kẻ khác hủy diệt ngay, vậy thì phiền to. Vì thế, khi tu luyện thì Ngô Bình phải về nhà. Ở nhà anh không thiếu các cao thủ nên anh tu luyện ở đây sẽ yên tâm hơn. Anh ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần bay lên cao. Nguyên thần của anh bay cao vạn trượng, cho tới khi lên tận vũ trụ rồi hấp thu tinh lực. Trên màn trời đầy sao có một luồng thần lực trôi nổi, Ngô Bình lập tức thi triển thâu tinh thuật. Lúc này, anh thi triển thuật pháp với một vì sao, hiệu quả rất tốt, tinh lực ùn ùn kéo đến, còn anh thì ra sức hấp thu, sau đó dung nhập chúng vào trong nguyên thần của mình ngô bình tu luyện đến khi trời sáng thì mới thu nguyên thần về hiện giờ anh đã thành công hấp thu tinh lực và tiến vào tầng thứ tư của cực thần kinh nguyên thần vừa về anh đã thấy hỉ bảo cười hì hì ngồi xuống bên cạnh hai con chó đen nằm cạnh thằng bé thì ra sáng sớm nay hỉ bảo đã xuất quan thực lực hiện giờ của cậu bé đã không kém tiên quân bất tử là bao bố ơi con được ra ngoài chơi chưa ạ à? hỉ bảo chớp mắt hỏi ngô bình nhìn hai con chó đen có lẽ nhờ vật giống quả trứng nên chúng đã cao hơn hẳn, vai cao 2 mét, thân giản hơn 5 mét, trông còn oách hơn cả mãnh thú. Ngô Bình, đi đi, bố cho con nghỉ 3 ngày, nhưng không được chạy lung tung đâu đấy, cũng không được rời khỏi phạm vi của khu này. Thì bảo mừng rỡ, con biết rồi ạ. À. Nói rồi, thằng bé dẫn hai con chó đen chạy biến mất ngay. Trong lúc ăn cơm, Trương Lệ hỏi Ngô Bình, Tiểu Bình, sao mãi không thấy bố con về nhỉ? ngô bình chỉ nói mẹ ơi bố sắp về rồi mẹ đừng lo anh mới ăn được nửa bữa thì hoàng tử cường đi vào sau đó nhỏ giọng nói cậu chủ tôi có chuyện muốn nói với cậu ngô bình lau miệng sau đó dẫn anh ta vào phòng sách nói đi hoàng tử cường thị trưởng của khu mới đổi người khác rồi ạ à. ngô bình đổi sang ai hoàng tử cường tôi nhìn từ xa thì thấy không phải người tu hành ngô bình nhíu mày lẽ nào phía trên lại hành động nhanh thế, đã bắt đầu cử quan trước đến thay thế tu sĩ rồi. Vì thế anh hỏi, người mới đến có hành động gì chưa? Hoàng tử Cường, thương nhân và tu sĩ ở đây đều đến chào cả rồi, tôi nghe họ bảo thị trưởng mới có lai lịch ác chiến lắm, thuộc một thế lực bí ẩn ở địa tiên giới, gần đây mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó, anh ta hỏi, cậu chủ, có cần tôi chuẩn bị quà đến chào người đó một tiếng không? Ngô Bình thờ ơ nói, đúng ra ông ta phải đến chào tôi trước. Hoàng tử Cường bật cười nói, cũng đúng, giờ cậu chủ là giáo viên năm sao, phó tông truyền kỳ rồi thì ông ấy phải lấy lòng cậu mới phải. Ngô Bình, dạo này, mọi thứ vẫn bình yên chứ. Hoàng tử Cường, rõ ràng đã loạn hơn trước, thì thoảng lại có người ẩu đả. À, giờ mọc lên nhiều nhóm tội phạm lặng, trúng cướp của, trộm cắp, bắt cóc, hoành hành khắp nơi, Nói chung là đời sống không còn yên bình như trước. Ngô Bình, sau này, người trong nhà tôi đi ra ngoài, anh phải chú ý hơn, càng vào lúc này thì càng phải cẩn thận. Hoàng tử Cương, cậu chủ yên tâm, tôi có sắp xếp cả rồi. Hai người đang nói chuyện thì Cương tử chạy vào, cậu ấy thở hổn hển rồi lo lắng nói, cậu chủ, vợ tôi sắp sinh rồi. Năm ngoái, Cương tử mới lấy vợ, không lâu sau thì vợ cậu ấy có thai nhẩm tính thời gian thì ngày dự sinh cũng sắp tới gần ngô bình hỏi vợ cậu sắp sinh cậu không về đi còn chạy đến đây làm gì cương tử cuống lên nói cậu chủ mấy hôm trước tôi đã đưa tân nguyệt vào viện nhưng bây giờ cô ấy đang trở giả thì các bác sĩ lại biến đi đâu mất tôi đang lo sốt phó đây ngô bình cao mày sao lại không có bác sĩ trong bệnh viện được Đùa nhau à cương tử cậu chủ ơi giờ chúng ta cứ đến viện đã được không không tìm được bác sĩ nên tôi chỉ biết tìm cậu." Ngô Bình vung tay lên một cái, anh và cương tử đã xuất hiện trên không của bệnh viện, sau đó anh dùng thần niệm tìm kiếm rồi đưa hai người tới phòng chờ sinh ngay. Mẹ đẻ và mẹ vợ của cương tử đều đang ở đây, hai người phụ nữ lo đến mức vã mồ hôi vì mãi không thấy bác sĩ đâu. Tân Nguyệt nhìn thấy Ngô Bình và cương tử thì cũng bớt lo phần nào, cô ấy nói, "Cậu chủ, đã nửa tiếng rồi mà tôi vẫn chưa sinh được." Ngô Bình nhìn rồi nói, không sao, tại bé con mập quá thôi, đầu cũng hơi to. Nói rồi, anh giơ tay vỗ một cái vào tay của Tân Nguyệt rồi truyền sức mạnh vào, Tân Nguyệt lập tức có thêm sức lực, sau đó dặn mạnh một cái, tiếng khóc que que của em bé đã vang lên, một bé trai nặng 5 cân đã ra đời. Lúc này, Ngô Bình không kịp nghĩ nhiều, mà bế đưa bé lên rồi lau người sạch sẽ cho nó, sau đó đưa cho cương tử đang hân hoan. Tân Nguyệt còn yếu nên anh cho cô ấy uống một viên sinh mệnh đan rồi nói, cô nghỉ một chút đi rồi lát còn cho bé bú. Anh đi ra ngoài phòng bệnh, sau đó nhìn quanh thì thấy có một cô điều dưỡng chạy tới, anh kéo cô ta lại, làm cô ta quát ẩm lên, anh làm gì thế hả? Ngô Bình, bác sĩ đâu? Bao nhiêu bệnh nhân thế này mà không có ai nhòm ngó hả? À? Cô điều dưỡng hất tay anh ra, nhưng mãi không được nên tức đến dậm chân nói, anh bỏ tay ra ngay, vợ của ông Hoàng sắp sinh nên tất cả bác sĩ đều đến đó cả rồi. Cứ thế, Ngô Bình lại hỗ trợ thêm cho một sản phụ sinh con, lần này là một bé gái sinh non. Anh kiểm tra qua cho cô bé, khiến người nhà vô cùng cảm kích, sau đó còn đưa cho anh một phòng bì tiền để cảm ơn. Vì không có bác sĩ và hộ lý nên sau đó Ngô Bình đã đỡ tiếp cho 7 sản phụ sinh con, chờ anh xong việc thì các bác sĩ và hộ lý mới về. Anh tóm lấy một bác sĩ rồi tức giận mắng, các anh làm ăn tắc trách thế à? Vừa có bảy sản phụ sinh con, may là có tôi ở đây, không nhớ xảy ra chuyện gì, các người có chịu trách nhiệm được không? Bác sĩ đó âm ức nói, chúng tôi cũng đành chịu thôi, anh không thấy chứ, ông hoàng kia hung dữ lắm, chủ nhiệm của chúng tôi chỉ nói lại một câu thôi đã bị bổ đôi đầu ra rồi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, ông ta dám giết người giữa ban ngày ban mặt ư? Bác sĩ kia thở dài, thế đã là gì? vợ ông ta sinh con ông ta đuổi hết các sản phụ khác đi có sản phụ đang sinh con giữa chừng vì thế đứa bé đã uống phải nước ối và phải chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt rồi đúng là vô pháp vô thiên ngô bình gầm lên dẫn tôi đi gặp ông ta bác sĩ kia giật bắn mình nói tôi không đi đâu ông ta giết người không ghê tay ngô bình lạnh lùng nói anh chỉ cần dẫn tôi đến đó thôi việc còn lại để tôi lo bác sĩ này cũng ghét tay họ hoàng kia anh ta nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu làm được ư? Ngô Bình lấy thẻ ngành của Thiên Long ra rồi nói, tôi làm ở bộ kỷ luật của quốc gia, chuyên trị những kẻ cặn bã thế này. Bác sĩ kia sáng mắt lên, sau đó nghiến răng nói, được, tôi dẫn anh đi. Có rất nhiều người mặc đồng phục đứng bên ngoài hành lang của một phòng bệnh sang trọng, ai nấy đều có vẻ mặt hung dữ. Phòng bệnh phía bên trái đã bị dọn sạch, nếu không được phép thì bất kỳ ai cũng không được vào có một người đàn ông cao lớn trong phòng bệnh, ông ta đang tươi cười nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh, vất vả cho em rồi, nhưng em đã sinh con trai cho anh, bao giờ về em muốn gì cũng được. Sản phụ cười nói, lão ra, anh đi bế con mình về đây đi. Người đàn ông cao lớn để dâu quai nón này chính là ông Hoàng, ông ta cười lớn rồi đi sang phòng bên cạnh bế em bé. Đúng lúc này, ông ta chợt nghe thấy có tiếng nói ở ngoài cửa, làm gì thế hả? biến ngay. Quỳnh. Sau đó, mặt đất như rung chuyển, cửa bị ai đó đá mở. Ông Hoàng xứng người rồi lao ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy đám thuộc hạ của mình nằm dưới đất, người hộc máu, kẻ hôn mê, tất cả đều đã bị thương nặng. Ông ta kinh hãi sau đó trợn mắt lườm Ngô Bình, dám đánh người của hình bổ ti, to gan đấy. Ngô Bình bước tới gần ông ta rồi hỏi, ông chính là ông Hoàng hả? Ông Hoàng hừ mạnh nói, đúng tôi là hoàng bân hổ ngô bình vợ của bạn tôi sinh con ở viện này nhưng bác sĩ và hộ lý đều bị ông gọi đi hết làm cho sản phụ suýt xảy ra chuyện nói đi ông định bồi thường thế nào ông hoàng cười lạnh nói bồi thường cậu đánh người của tôi là phạm tội chết rồi đấy chát ngô bình tát cho hoàng bân hổ một cái anh dùng lực khá mạnh nên răng của ông ta rụng hết ngay đầu ông ta ù ù còn người thì nằm thẳng cẳng dưới đất Ngô Bình đi tới đạp gãy chân trái của ông ta, Hoàng Bân Hổ hét lên đau đớn, bác sĩ nói lại ông một câu mà ông bổ đầu người ta, ai cho ông cái quyền ấy hả? Ngô Bình tức giận hỏi. Hoàng Bân Hổ nhịn đau nói, cậu dám động vào tôi, đại ca của chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình cười lạnh nói, được, giờ ông gọi đại ca của ông đến luôn đi, tôi chờ. Hoàng Bân Hổ lấy điện thoại ra gọi, đại ca, có thằng đánh em. Vâng. Các anh em đều bị nó hạ hết rồi, em còn bị gãy chân nữa. Nó bảo sẽ chờ anh đến. Vâng. Ngắt máy rồi, Hoàng Bân Hổ nhìn Ngô Bình như một người chết rồi cười lạnh nói, mày biết đại ca của bọn tao là ai không? Ngô Bình thở ơ, nói nghe coi. Hoàng Bân Hổ cười khà khà, lát mày sẽ biết thôi. Ngô Bình đi sang phòng bên cạnh rồi nhìn người phụ nữ đang tái mặt rồi nói, không phải sợ, cô và đứa trẻ vô tội. Một lát sau cương tử chạy đến, cậu ấy nhìn Hoàng Bân Hổ ở dưới đất, sau đó ra hiệu cho Ngô Bình ra chỗ khác nói chuyện. Họ đi xa rồi, cương tử mới nói cậu chủ, Tân Nguyệt và em bé đều ngủ rồi, may mà có cậu, không thì đúng là nguy hiểm. Ngô Bình, cậu cũng thật là, sinh con thôi mà, sinh luôn ở nhà đi, chạy đến viện làm gì. Cương tử cười trừ, tại cậu bận nhiều việc nên tôi không muốn phiền đến cậu mấy việc nhỏ, ai ngờ đâu lại thành ra như vậy cậu ấy ngập ngừng một lát rồi nói cậu chủ tôi vừa hóng được là hình bổ ty mới thành lập được hai năm các đội điều tra và hình sự đều theo họ hết rồi có nhiều người bị cho nghỉ việc lắm ngô bình xem ra bên trên hành động thật rồi cương tử cậu chủ tên kia là lão họ hoàng đáng chết đấy ạ à? ngô bình ừm cương tử tôi đã hỏi vài người rồi ông hoàng này dữ lắm mới nhận chức vài hôm mà đã giết không biết bao nhiêu người Nghe đầu hình bổ tu có thể tùy ý giết người mà không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, không biết có phải thật không. Ngô Bình, đầu bọn này có vấn đề rồi hay sao mà để thành phần cặn bã này vào hình bổ ti. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, theo sau còn có nhiều cao thủ khác. Dễ thấy người này có khí thế hơn Hoàng Bân Hổ nhiều. Hoàng Bân Hổ nghe thấy có tiếng động thì lập tức vẫy tay với người đàn ông, "Đại ca, là nó, nói rồi, ông ta chỉ về phía Ngô Bình." Bụp! Anh nhấc chân lên đạp vào cổ tay của Hoàng Bân Hổ, làm xương ở đó vỡ ngay, Hoàng Bân Hổ hét lên đau đớn. Người mới đến gào lên, to gan, dám ra tay trước mặt tôi à? Ngô Bình cười lạnh nói, tôi đánh đấy, ông định làm gì? Người đàn ông trầm giọng nói, tôi là tiên văn đào người của bộ công an ở đây. Con trai tôi là giáo viên của học viện võ đạo, tên là Tiền Minh Dương. Ngô Bình, tôi tưởng ông có chỗ sửa thế nào? ra là có đứa con trai dạy ở học viện võ đạo. Tiền văn đào hừ mạnh nói, sau này con trai tôi sẽ làm thống lĩnh ở đây. Ngô Bình thản nhiên như không, nếu chuyện này chỉ dính đến một giáo viên của học viện võ đạo thì dễ xử rồi. Anh dẫm lên ngực Hoàng Bân Hổ, một luồng sức mạnh ập đến, lập tức phế bỏ tu vi của ông ta ngay. Không còn tu vi nữa, người Hoàng Bân Hổ mềm ra, sau đó gào thét ầm ý, thằng chó, sao mày độc ác thế hả, dám phế tu vi của tao, tao sẽ liều. Ngô Bình đá văng ông ta ra xa rồi lạnh lùng nói, nể tình ông mới được lên trước bố nên tôi mới tham mạng, không thì tôi đã đạp chết ông rồi. Tiền văn đào nổi giận nói, hỗn láo. Ngô Bình lạnh giọng nói, con trai ông là thống lĩnh cơ mà. Giờ chúng ta đi gặp con trai ông đi, để tôi xem lão cặn bã như ông có thể nuôi dậy nên một đứa con như thế nào. Anh túm lấy tiền văn đào, ông ta không kịp phản ứng, chỉ thấy trời đất quay cuồng không lâu sau hai người đã xuất hiện ở học viện võ đạo họ đứng trên sân tập của học viện tiền văn đào tái mặt nói cậu dám đưa tôi đến đây ư ngô bình trầm giọng nói ai là tiền minh dương lúc này có một người thanh niên đang dạy học trong lớp anh ta chợt ngẩn ra khi nghe thấy tên của mình nên vội vã chạy đến sân tập ngay khi anh ta nhìn thấy tiền văn đào và ngô bình thì không khỏi biến sắc mặt rồi vội chạy tới gần nói viện phó ngô tiền văn đào chấn động vì không ngờ Ngô Bình là viện phó. Tiền Minh Dương nhìn bố mình rồi nói, sao bố lại đến đây? Bố Tiền Văn Đào vã mồ hôi trên trán rồi hỏi, Minh Dương, viện phó đây với bố có chút hiểu lầm thôi. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi nghe bố anh bảo anh sắp đến làm thống lĩnh ở khu mới à? Chúc mừng nhé. Tiền Minh Dương lập tức tái mặt nói, viện phó Ngô, không có chuyện ấy đâu ạ, à, toàn là người ngoài đồn bậy đồn bạ thôi. Ngô Bình, lẽ ra tôi định dạy cho bố anh một bài học, nhưng nếu anh đã là giáo viên của học viện thì tự xử đi. Sứt lời, Ngô Bình lập tức rời đi, để Tiền Minh Dương mặt mũi xám xịt ở lại. Tiền Văn Đào nhìn theo bóng Ngô Bình rồi căm hận nói, Minh Dương, thằng này ngông quá, viện phó thì có gì là giỏi chứ. Đến viện trưởng còn luôn phải kính trọng bố nữa là. Đủ rồi, Tiền Minh Dương gần như gào lên. Tiền Văn Đào giật bắn mình, sau đó Lý Nhí nói, Minh Dương, con giận đấy à thật ra cũng không có gì một thuộc hạ của bố bị nó đánh thôi mà tiền minh dương lạnh giọng nói đi theo con hai bố con họ đi tới một chỗ vắng vẻ tiền minh dương hỏi rõ đầu đuôi cậu chuyện rồi thở dài nói bố chẳng dễ gì con mới xếp được cho bố vào vị trí ấy sao bố lại làm vậy ạ à? tiền văn đào tỏ vẻ tuổi thân minh dương bố có làm gì đâu Tiền Minh Dương, thuộc hạ của bố điên rồi hay sao mà lại dám vô lễ với viện phó Ngô? Tên đó đúng là cái loại vứt đi. Bao giờ về thì bố hãy giết người đó luôn đi, sau đó đến gặp viện phó Ngô để xin lỗi. Tiền Văn đào giật mình nói: Giết ư? Gì đến mức ấy? Thằng kia chỉ là viện phó thôi mà. Tiền Minh Dương chán nản nói: Viện phó Ngô là võ tông truyền kỳ đấy bố ạ, à, thực lực của cậu ta còn hơn cả viện trưởng cơ. Cậu ấy mà muốn giết con thì thậm chí chẳng phải động tay chỉ cần nói một câu thôi là con trai bộ tự động bay màu rồi. Chưa hết đâu, hậu thuẫn của cậu ta mạnh hơn con nhiều, hình như là một thế lực siêu cấp nào đó. Cuối cùng tiền văn đào cũng thấy sợ, phải làm sao bây giờ? Có khi nào cậu ta sẽ ghim thù với con vì chuyện này không? Tiền Minh Dương thở vào một hơi, vì cuối cùng bố mình cũng hiểu mức nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta nói, chuyện này cũng nhỏ thôi, giờ bố hãy đến tận nhà cậu ấy để xin lỗi, Đồng thời phải quản lý đám thuộc hạ cho cẩn thận, đừng để chuyện này tái diễn một lần nào nữa. Bố làm ở cục công an thì phải bảo vệ hòa bình, chứ không phải suốt ngày gây rối. Tiền Văn Đào, Minh Dương, bố biết rồi." Tiền Minh Dương vừa nghĩ vừa dạy Tiền Văn Đào cách giải quyết. Nghe xong, Tiền Văn Đào hỏi, "Minh Dương, viện phó Ngô này mai sau có khi lên làm hiệu trưởng ấy nhỉ?" Tiền Minh Dương thở dài, "Con nhờ quan hệ thì cùng lắm sau này cũng chỉ làm thống lĩnh cấp quận thôi." còn cậu ấy mà muốn thăng quan tiến chức thì bét cũng phải làm thống đốc thậm chí con còn thấy hình như cậu ấy còn chẳng thèm chức vị này tiền văn đào nghe xong mà phát sợ mặt trắng như tờ giấy cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được ngô bình mạnh đến mức nào tiền minh dương thấy bố mình đã sợ thì nói bố không phải sợ viện phó ngô là người ngay thẳng chắc cậu ấy chỉ bực vì hành vi của thuộc hạ bố thôi chỉ cần bố thay đổi được tính xấu làm đúng trọng trách của mình thì cậu ấy không trách tội bố đâu Tiền Văn Đào nói ngay, "Bố nhớ rồi, nhất định bố sẽ làm việc và quản lý đám thuộc hạ cẩn thận." Ngô Bình đi thẳng đến lớp học, sau khi kết thúc bài giảng, anh quay về chỗ ở của mình. Tiền Minh Dương đã chờ ở đây rất lâu rồi, thấy anh về, anh ta nhanh chóng bước tới nói, "Thầy Ngô." Ngô Bình thờ ơ nói, "Thầy Tiền tìm tôi có việc gì à?" Tiền Minh Dương thở dài nói, "Là bố tôi không biết dùng người, khiến chuyện như vậy xảy ra." Bố tôi đã nhận ra sự tắc trách và sai sót của mình rồi, bây giờ cũng đang rất hối hận. Ông ấy đã về chỉnh đốn lại rồi, chắc chắn trong 3 ngày nữa, tình hình chị An sẽ thay đổi hẳn. Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói, thầy Dương đúng là người thông minh. Tiền Minh Dương nói, thầy Ngô quá khen, chuyện này do bố tôi gây ra nên tôi thấy vô cùng lo lắng. Ngô Bình hỏi, anh đi theo ai? Câu hỏi của Ngô Bình quá trực tiếp khiến tiền minh dương thoáng do dự rồi mới đáp là tiền thị giúp tôi. Ngô Bình, ra thế, nếu anh đến khu mới ấy thì cũng được, khi nào anh nhận chức. Tiền minh dương, chắc sang tháng, nhưng cạnh tranh rất gay gắt, tôi chỉ nắm chắc khoảng 50% thôi. Ngô Bình, tôi sẽ hỗ trợ anh một tay, đến đó rồi thì anh hãy làm việc cho tốt, mọi người sống cũng chẳng dễ dàng gì, anh hay đối xử tử tế với họ. Vâng, tiền minh dương vái chào rồi ra về anh ta đi rồi ngô bình gọi cho viên khắc hiếu rồi nói đã chọn được thống lĩnh cho khu mới chưa viên khắc hiếu chuyện này thì tôi cũng chưa rõ vì bây giờ các phe vẫn đang cạnh tranh nhưng chúng tôi đã có một danh sách rồi nếu cậu muốn để bạt ai thì chúng tôi có thể sắp xếp được ngô bình tiền minh dương dạy ở bắc viện khá được các ông có thể cân nhắc viên khắc hiếu được tôi cũng đang có chuyện cần bàn với cậu chúng tôi đang tranh vị trí thái thú ở long thành với phe khác bên đó đã cử một người rất mạnh đến hình như thuộc một thế lực nào đó của côn luân vì thực lực mạnh lắm người mà chúng tôi chọn trước đó đã bị cao thủ bên kia giết mất rồi ngô bình ông muốn tôi làm gì viên khắc hiếu đuổi người kia đi khiến hắn không dám bén bảng đến long thành nữa long thành rất quan trọng nếu nơi này thất thủ thì vị trí thống đốc ở đây của chúng tôi cũng không giữ được ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói được nhưng tôi có một điều kiện phải để lý long thần làm thái thú long thành viên khắc hiếu tu vi của người này thế nào ngô bình ông ấy có thế lực khá mạnh ở hà đông còn tu vi thì sắp đến chân quân rồi viên khắc hiếu thế thì được nhưng tối nay cậu phải đuổi người kia đi ngay tôi phải nhắc cậu một chút thực lực của người này rất mạnh người mà chúng tôi phái đi đều bị hạ hết trong đó có một tiên quân và hai chân quân ngô bình không sao gửi địa chỉ cho tôi tôi sẽ đi gặp người đó dứt lời ngô bình nghĩ ra gì đó rồi nói lần hành động này không tiện dùng thân phận của tôi viên khắc hiếu thế này đi tôi sẽ cho cậu một biệt hiệu cậu có thể dùng nó cho lần hành động này biệt hiệu của cậu là minh thần người dùng biệt hiệu này từng là con át chủ bài mạnh nhất của chúng tôi tiếc là đã chết mất rồi không thì chắc chắn là cao thủ số một của chúng tôi ngô bình được tôi sẽ dùng thân phận của minh thần nhớ gửi thông tin cho tôi tối nay tôi sẽ hành động ngay. Sau đó, anh đã nhận được thông tin liên quan, người này tên là Tống Hy Hoán, tu sĩ côn luận, cảnh giới tiên quân động thiên, hiện giờ đang chấn thủ ở Long Thành. Vài ngày nữa mà có lệnh bổ nhiệm ban xuống thì hắn sẽ là thái thú của Long Thành. Long Thành là một tỉnh của Hà Đông, Ngô Bình đã đến đây nhiều lần nên rất thông đường thuộc lối. Lúc này, Tống Hy Hoán đang ở trong nhà của mình là một nơi ở lưng chừng núi để xử lý công việc, đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tống Hy Hoán là tiên quân động thiên, tài cao lớn mật nên lập tức đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng hắn chỉ thấy có một bóng đen dưới bóng cây, người này đeo mặt nạ màu đen, đang nhìn hắn chằm chằm. Tống Hy Hoán hử lạnh nói, giả thần giả quỷ, có giỏi thì ra đây. Hắn chộp tay lên không chung. Một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực chộp về phía bóng đen. Xong, bàn tay ấy chỉ chộp được không khí, sau đó hắn nghe thấy có giọng nói ở sau lưng, chậm quá. Sau đó, Tống Nghi Hoán thấy đầu đau nhói, mắt tối sầm rồi ngất xỉu. Khi Tống Nghi Hoán tỉnh lại thì thấy mình đã bị lột sạch đồ và bị trói trên thân cây ở sau núi. Hắn vừa tức vừa kinh ngạc, muốn vùng ra khỏi dây thường nhưng không thể, vì đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ phong ấn pháp lực của hắn lại rồi. Lúc này, có một người thợ săn đi tới nhìn Tống Nghi Hoán rồi nói, "Cậu tỉnh lại rồi à?" Tống Hy Hoán lạnh giọng nói, ông là ai? Người thợ săn, tôi là thợ săn trên núi, hôm qua có một người cho tôi 10.000 rồi bảo tôi làm hộ một việc. Người đó trói cậu ở đây rồi bắt tôi trông từ phía xa, phòng giã thú ăn thịt cậu. Người đó còn bảo nếu cậu tỉnh lạ thì tôi phải cởi trói cho cậu, đồng thời đưa cho cậu cái này. Nói rồi, người thợ săn cởi trói cho Tống Hy Hoán, sau đó vứt cho hắn một bộ quần áo cũ rồi nói, cậu mặc đi, đừng ngại, đồ của con trai tôi đấy. Tống Hy Hoán thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ mặc đồ lên rồi nhận lấy một mảnh giấy trá ni người thợ săn. Trên đó có viết, đừng ở lại Long Thành, không thì cứ rảnh tôi lại đến đánh anh. Lần này, tôi chỉ phong ấn sức mạnh của anh ba ngày thôi, nhưng nếu anh còn dám ở lại đây thì sẽ là ba năm đấy, ký tên Minh Thần. Đọc xong, Tống Hy Hoán vừa tức vừa bực, sau đó cất mảnh giấy đi rồi thử khôi phục pháp lực, nhưng tiếc là không thành công. Anh ta thở dài một hơi rồi nhanh chóng xuống núi, tuy không dùng được pháp lực nhưng thể chất của anh ta mạnh hơn người bình thường nhiều nên đi cũng nhanh như bay, loáng cái đã về đến nhà. Có một người đàn ông trung tuổi đang sốt sắng chờ Tống Nghi Hoán ở đây, thấy anh ta về, người đó vội nói, xếp đi đâu thế ạ? À? Đây là người trợ lý được cử đến để làm việc cho Tống Nghi Hoán, anh ta chỉ là thái thú trên danh nghĩa, chứ thật ra không làm gì, người quản lý thật sự chính là trợ lý này. Tống Nghi Hoán nói, tôi phải đi đây, giao hẹn trước đó của chúng ta vô hiệu lực. Người quản lý kinh ngạc nói, sếp làm gì thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tống Nghi Hoán không giấu mà kể lại mọi chuyện ngay, cuối cùng chốt một câu, người này có thể dễ dàng giết chết tôi, nhưng đã tha cho tôi một mạng, tôi cần phải biết ơn. Hôm nay, tôi sẽ đi luôn. Người quản lý cắn răng nói, nhất định là đám người kia dở trò. Sếp đừng sợ, chúng ta cũng có cao thủ mà, nhất định sẽ giúp cậu giết người đó để trút giận tống ghi hoán nhìn hắn giết người đó ư ông có biết thực lực của người đó mạnh thế nào không người quản lý ngẩn ra thế nào tống ghi hoán ít cũng phải là thiên tiên bán bộ tôi không dám dây vào người này đâu nếu các ông có cao thủ thì bảo họ đến làm thái thú đi tôi xin phép tống ghi hoán có thể làm thái thú thì đương nhiên phải là một người thông minh vì thế dù người quản lý có nói gì thì anh ta vẫn quyết phải đi Người quản lý không làm thế nào được nên đứng rậm chân rồi gọi cho cấp trên. Lúc này, Ngô Bình đang ở phủ Tử Long để giúp Lý Long Thần tăng tu vi. Rất lâu trước kia, anh đã giúp ông ấy đột phá lên Nhân Tiên rồi. Tối nay, anh sẽ giúp ông ấy trở thành Võ Quân. Sau khi Lý Long Thần đột phá, Ngô Bình nói: "Long Thần, thời gian này ông hãy tập trung tu luyện, khi nào rảnh tôi lại đến giúp ông đột phá lên Địa Tiên tiếp." Trong vòng nửa năm ông sẽ giúp ông trở thành chân quân sau đó đảm nhiệm chức thái thú của long thành lý long thần nói sư thúc đệ tử có được không ạ ngô bình tôi làm chỗ dựa cho ông tôi bảo được thì là được lý long thần cười nói vâng đệ tử sẽ không phụ lòng của sư thúc ngô bình vị trí của long thành rất quan trọng ông hãy làm cho tốt đối xử tử tế với người dân lý long thần sư thúc yên tâm đệ tử sẽ làm đúng theo lời dặn của người sáng sớm nay ngô bình đã rời khỏi long thành sau đó quay về học viện võ đạo để tham gia đại hội võ lâm hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ lâm địa điểm tổ chức vẫn là chùa đại thiền lý do là nhờ liễu duyên cách đây không lâu người anh kết nghĩa của ngô bình là liễu duyên đã đến thiên kinh để đấu với thánh nhân kết quả là liễu duyên đã chiếm thế thượng phong sau trận chiến đó địa điểm diễn ra đại hội võ lâm vẫn là chùa đại thiền sau khi ngô bình gặp mọi người là đạo nhất và nhóm thiết huyền đã cùng ngô bình đến chùa đại thiền nơi này đã có chuẩn bị từ trước có rất nhiều phòng cho nhân sĩ đến ở ngô bình vừa đến chùa thì đã đi tìm liễu duyên ngay lúc này ông ấy đang uống trà và chơi cờ với quảng tuệ ở thiền viện có một con báo to nằm cạnh liễu duyên chơi cờ rất giỏi quảng tuệ lại thua tiếp ông ấy cười phá lên nói không thắng nổi đâu ông ấy vừa nói dứt câu thì ngô bình đi vào đại ca em chơi với anh một ván liễu duyên cười nói nhị đệ anh cũng đoán là cậu đến rồi nhóm la đạo nhất đi theo phía sau ngô bình quảng tuệ vội đứng dậy đón tiếp viện trưởng la la đạo nhất cười nói đại sư nghe danh đã lâu ngô bình đây là liễu duyên anh kết nghĩa của tôi đương nhiên la đạo nhất biết tên của liễu duyên vì mới đây ông ấy đã đến Thiên Kinh để đại chiến với thánh nhân. La đạo nhất chắp tay nói, danh tiếng của đại sư nổi tiếng khắp nơi. Liễu Duyên, có gì đâu, mời mọi người ngồi. Ông ấy hỏi Ngô Bình, nhị đệ, cậu đột phá rồi à? Ngô Bình, vâng, em mới lên Địa Tiên rồi. Liễu Duyên cười nói tốt, đại hội võ lâm hôm nay, cậu phải làm võ lâm chí tôn đấy nhé. Quảng vệ, nghe nói có nhiều người đã mời thiên tài của tiên giới đến với hy vọng sẽ chiến thắng. Sau đó, ông ấy hỏi La Đạo Nhất, viện trưởng La, hình như thiên tài của các tỉnh mới trỗi dậy cũng đến tham gia thì phải, có vẻ đại hội võ lâm lần này sẽ đầy kịch tính đây. Ngô Bình, tôi nghe nói sau khi chọn ra võ lâm chí tôn thì sẽ nhận lệnh xây dựng tiên sư phủ, có đúng vậy không? La Đạo Nhất, vốn dĩ kế hoạch trước đó là vậy nhưng cuối cùng có thay đổi hao không thì các thế lực bên trên vẫn chứ quyết định. Ngô Bình, thôi kệ đi, cứ giành vị trí đầu tiên trước đã. Quảng Tuệ, Đại hội Võ Lâm lần này sẽ tiến hành theo giai đoạn. Ông ấy kể cho Ngô Bình biết tình hình của Đại hội, Đại hội có hạn chế tu vi, chỉ ai có tu trên cảnh giới địa tiên thuần dương thì mới được tham gia. Nghe thấy thế, là đạo nhất cười lạnh nói, những người này để phòng thầy Ngô tham gia Đại hội đây mà, cũng hao tâm tổn trí ra phết. Ngô Bình cười nói, vậy là tôi mới ngừng luyện được nguyên thần nên chưa đủ tư cách tham gia à? Anh nói với La Đạo Nhất, viện trưởng, thông tin của bên ông chẳng nhanh nhạy tẹo nào. La Đạo Nhất lúng túng nói, là tôi sơ suất, tôi sẽ phản hội để họ xử lý chuyện này. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, chỉ là cảnh giới thuần dương thôi mà, thích thì tôi đột phá luôn. La Đạo Nhất ngẩn ra, đột phá bây giờ ư? Ngô Bình, có gì khó đâu. Anh đứng dậy nói, cho tôi một tiếng. Quảng Tuệ xếp cho Ngô Bình một căn phòng yên tĩnh. Cảnh giới thuần dương thật ra là dùng lực trí dương để loại bỏ tạp chất trong nguyên thần và cơ thể để thanh lọc cả thể xác và tinh thần. Nhưng cảnh giới này có ba mục đích, loại bỏ tạp chất chỉ là một trong số đó thôi. Hai mục đích còn lại, thứ nhất là luyện ra tam muội chân hỏa dựa trên nền móng đã được thanh lọc của bản thân, sau đó tôi luyện nguyên thần và thể xác. Thứ hai là dùng Tam Muội Chân Hỏa khắc Thần Văn trên Nguyên Thần. Những chuyện này chẳng xa lạ gì với Ngô Bình, nhưng thanh lọc tạp sát thì cần dùng tới một năng lượng khác, tu sĩ bình thường dùng thuần dương tiên lực, nhưng rõ ràng như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của anh. Trong Thiên Kiêu bảo sách từng nhắc đến cảnh giới thuần dương này, tốt nhất là dùng thiên dương thần lực. Nhưng đây là một sức mạnh rất hiếm trên đời, thường chỉ có thế lực siêu cấp mới có được. Vì thế, Ngô Bình đã gọi cho sư huynh Long Quân rồi hỏi, sư huynh, làm thế nào để có được thiên dương thần lực? Long Quân, sư đệ định đột phá cảnh giới thuần dương à? Tiên điện thiên võ chúng ta có một viên thiên dương châu, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám dùng. Nó đáng sợ lắm, vớ vẩn là đốt người dùng thành cho ngay. Ngô Bình, sư huynh, em muốn thử. Long Quân ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, nhưng sư đệ phải cẩn thận đấy. Ngô Bình, em biết rồi. Ngay sau đó đã có một viên châu to như mắt rồng xuất hiện trước mặt Ngô Bình, đó chính là Thiên Dương châu, bên trong có chứa Thiên Dương thần lực. Anh cầm lấy Thiên Dương châu, sau đó hấp thu Thiên Dương thần lực của nó. Thần lực này rất bá đạo, sau khi tiến vào kinh lạc của anh, nó bùng cháy khiến kinh lạc của anh rất đau đớn. Nhưng thể chất của Ngô Bình cực mạnh, ngoài ra còn có thể hỗn nguyên tiên lực hộ thể nên anh vẫn chịu được. Sau đó, lực Thiên Dương này liên tục vận chuyển trong người anh để thanh lọc tạp chất thật ra nguyên thân và cơ thể của ngô bình cũng không có nhiều tạp chất nhưng thiên dương thần lực vẫn thanh lọc cẩn thận dù chỉ có một chút tạp chất thôi nó cũng phải đốt cháy bằng hết thiên dương thần lực vận hành ba lần rồi tiến vào thần mạch lần này ngô bình đau đến mức run lên nguyên thần và mặt mũi đều nhăn như khi điều này chứng tỏ sức mạnh sau khi anh phá bỏ rào cản đang thích ứng với cơ thể cơ thể và nguyên thần của ngô bình nhanh chóng có sự thay đổi vài phút sau anh đã quan với Thiên Dương thần lực đáng sợ này. Vì vậy, cảm giác đau đớn cũng biến mất, thay vào đó là sự thư thái. Ngô Bình kiểm tra thì thấy tạp chất trong nguyên thần và cơ thể mình đã được loại bỏ hoàn toàn. Thiên Dương thần lực mà anh hấp thu cũng đã được anh luyện hóa và trở thành một phần của Hỗn Nguyên tiên lực. Loại bỏ tạp chất xong, cơ thể và tinh thần của Ngô Bình đã sáng như ngọn, sau đó có ba đốm lửa nhen nhóm. Ba đốm lửa này là thần hỏa của nguyên thần nguyên hỏa của khí hải và tinh hỏa mà thận tạo ra. Ba hợp thành một thì được gọi là tam muội chân hỏa. Sau khi tam muội chân hỏa xuất hiện, nó đã vận chuyển trong người Ngô Bình, mỗi lần vận hành một chu thiên, anh cảm thấy tinh khí thần của mình tràn đầy sức mạnh. Cuối cùng, tam muội chân hỏa giải rác đến kinh lạc, thần mạch của Ngô Bình để nuôi dưỡng và tôi luyện hình thần. Có chân hỏa này rồi, Ngô Bình không còn sợ tà ma nhập thân nữa, dù có là tà ma mạnh đến mấy, một khi tiếp xúc với tam muội chân hỏa thì cũng bị đốt cháy ngay. Anh cũng không sợ tâm ma sinh ra nữa, vì tâm ma có mạnh đến đâu cũng sẽ bị chân hỏa tiêu diệt. Không phải ai cũng có tam muội chân hỏa, mà cực hiếm người ở cảnh giới địa tiên thuần dương làm được điều này. Còn dùng chân hỏa để khắc phù văn lên nguyên thần thì còn là một việc bất khả thi hơn nữa. Ngô Bình gọi ỷ thiên ra, sau đó dùng tam muội chân hỏa để khắc phù chú lên mặt nguyên thần khắc phù chú gì cũng là một việc cần phải suy xét. tiên điện thiên võ có thanh đế kinh cũng có, nhưng chúng đều thua ỉ thiên mà anh luyện hóa. ỉ thiên tiến hóa ở động thiên thần chú nên không có phù chú nào mạnh bằng nó. ngô bình động tinh thần, ỉ thiên đã biến thành phù nguyên, chú ngoai ẩn rồi cùng dung nhập vào nguyên thần với tam muội chân hỏa. ỉ thiên là một phù chú phức tạp, nó cắn nuốt nhiều phù linh và chú linh nên có rất nhiều tài năng. lúc này ngô bình sai nó khắc ấn lên nguyên thần là đúng đắn nhất rồi sau này nguyên thần của anh sẽ có năng lực vô hạn khi ỷ thiên lại xuất hiện ở nguyên thần ngô bình động tinh thần nguyên thần đã hóa thành một con chân long rồi bay lên trời chân long bay lượn trên cao sau đó quay trở lại cơ thể của anh ngô bình mở mắt ra vừa hay đã qua một tiếng đồng hồ vì thế anh mở cửa đi ra ngoài mọi người đều đang chấn động nhìn anh ngô bình tôi vừa đột phá rồi la đạo nhất ban nãy có một con rồng bay lên cao có phải nguyên thần của cậu không ngô bình ừm tôi đã khắc bùa chú lên nguyên thần rồi nên nó đã thay đổi quảng tuệ cảm thán nói nếu không biết là cậu khéo tôi còn tưởng có vị thiên tiên nào phi thăng ở chùa đấy khí thế này làm chúng tôi sợ hết hồn quảng tuệ không hề khoa trương chút nào phải biết rằng ỷ thiên đã xử rất nhiều bùa chú cấp chân long ở động thiên thần chú vì thế thực lực của nó vô cùng khủng khiếp. Ngô Bình, giờ tôi tham gia đại hội võ lâm được rồi chứ? Quảng Tuệ, giờ có 5 lôi đài, ai cũng được lên và trở thành đài chủ. Đài chủ sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ ai, nếu thua thì mất tư cách thi tiếp. Chuyện này sẽ kéo dài 3 ngày, khi hết thời gian, ai trụ lại cuối cùng sẽ là đài chủ. Cuối cùng, năm đài chủ sẽ chiến đấu với nhau, họ sẽ đấu luân phiên, người chiến thắng cuối cùng sẽ là võ lâm trí tôn. Ngô Bình, xem ra cũng lằng nhằng ra phết. Là đạo nhất, ban nãy có người đến thông báo là đang ghi danh rồi, chúng ta mau đi thôi. Sau đó, Ngô Bình đã được mọi người hộ tống đi đăng ký. Điều kiện đăng ký rất ngoặt ngoèo, đầu tiên tu vi phải từ cảnh giới thuần dương trở lên, tiếp đó thân phận phải là tu sĩ viêm long, cuối cùng là người dự thi phải ký khí ước sinh tử, nhớ có bị đánh chết trên lôi đài thì đối thủ cũng không phải chịu trách nhiệm. Ngô Bình vừa đến đã thấy có rất đông người đăng ký, dù điều kiện có khó đến mấy thì vẫn có tới vài trăm người. Đến nơi đăng ký, hai địa tiên xem tu vi và thẻ công dân của Ngô Bình, sau khi chắc chắn không có gì sai sót mới bảo anh ký vào giấy tờ sinh tử. Đăng ký xong, bên tai Ngô Bình vang lên một giọng nói, lập tức rời khỏi đại hội võ lâm, nếu không cậu sẽ hối hận. Giọng nói rất khẽ, không biết truyền đến từ đâu. Ngô Bình nói, nếu tôi từ chối thì sao? sóng nói đó, bọn tôi đã điều tra về cậu. Bây giờ em gái cậu chắc đang học ở Thiên Kinh nhỉ? Nếu cậu từ chối ý tốt của bọn tôi, tôi không thể dám chắc em gái cậu được an toàn. ầm, uhm. mặt đất rung chuyển, Ngô Bình bỗng di chuyển theo chiều ngang mấy trăm mét, túm lấy một người đàn ông mặc quần áo lao động. Người đàn ông giật mình nói: cậu làm gì thế? rắc, Ngô Bình bẻ gãy vai đối phương. Người này hét lên, đau đến mức toát mồ hôi lạnh anh nói dám đe dọa người nhà của tôi tôi sẽ khiến các người hối hận khi đến thế giới này người đàn ông hoảng hốt nói tôi chỉ làm theo lệnh không liên quan gì đến tôi ngô bình lạnh lùng hỏi nói đi chủ nhân là ai người đàn ông nói là kiều diên khánh là cậu ta bảo tôi uy hiếp cậu ngô bình kiều diên khánh là ai người đàn ông run rẩy nói cậu ta là chỉ huy phó của kim y vệ tu vi thế nào mặc đồ gì. Người đàn ông tiên quân cảnh giới bất tử, mặc áo ngắn màu vàng có thêu viền đỏ. Thần niệm của Ngô Bình lập tức lướt qua trong phạm vi hàng trăm dặm, người nào có tu vi đều bị thần niệm bao lấy. Vài phút sau, trong một thị trấn cách anh hơn 50 dặm, một người đàn ông mặc đồ vàng hoảng hốt, tức giận nói to gan, kẻ nào dám làm vậy. Xác định vị trí của người này, Ngô Bình biến thành tia sáng hình rồng, sau đó biến mất. Một chốc sau, anh đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đồ vàng. Đằng sau người đàn ông đó có 20 thị vệ cũng mặc đồ màu vàng, họ lập tức cầm đao lên, nhìn chằm chằm Ngô Bình, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Người mặc đồ vàng nhíu mày hỏi, anh là ai? Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh vừa cho người uy hiếp thân nhân tôi, không cho tôi tham gia đại hội võ lâm, bây giờ không nhận ra tôi à? Người đó sừng sốt, sau đó cười nhạo, hóa ra anh là Ngô Bình. Ngô Bình là tôi. Người đó chính là chỉ huy phó Kim Y về Kiều Diên Khánh. Có người không muốn cho anh tham gia đại hội võ lâm. Nếu anh rút lui, tôi đảm bảo người nhà anh vẫn sẽ bình an vô sự. ầm. Uhm. Kiều Diên Khánh chưa nói hết câu, Ngô Bình đã đấm vào bụng hắn. cú đấm này chứa tiên lực đáng sợ, nghiền nát ruột, thận, dạ dày và gan của hắn. Kiều Diên Khánh trợn mắt, nôn ra một búng máu, lẫn trong đó là nội tạng bị nát. Hắn cong eo không thể nào đứng thẳng, hai mắt hoảng sợ nhìn Ngô Bình. Các kim y vệ khác đều kinh ngạc rút đao, Ngô Bình chỉ vung tay lên, vô số trưởng ảnh đánh về phía đám người này, họ không kịp tránh đi, đều bị trúng chiêu. Đòn tấn công đánh chúng người khiến đám người này nôn ra máu, vang ra xa, mất đi sức chiến đấu. Ngô Bình nắm lấy tóc Kiều Diên Khánh kéo hắn đến giữa không trung, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn hỏi, uy hiếp người nhà của tôi, ai cho anh lá gan này? kiều diên khánh sợ thật rồi hắn không ngờ ngô bình lại mạnh đến thế tình báo đã nói rõ anh ta vừa mới thăng cấp địa tiên thôi sao có thể mạnh như vậy hắn nói thầy ngô xin hãy bất giận tôi cũng chỉ làm theo lệnh bất đắc dĩ thôi ngô bình chẳng phải vừa rồi anh còn kiêu căng lắm sao kiều diên khánh nói tôi vô lễ quá xin thầy ngô tha tội ngô bình ai bảo anh đe dọa tôi kiều diên khánh do dự một lúc Ngô Bình siết lấy vai trái hắn, hắn kêu lên thảm thiết lập tức nói, tôi nói, là tả tướng. Tả tướng? Ngô Bình nhìn hắn, là ai? Kiều Diên Khánh, tả tướng là một trong 12 tiên tướng của Lăng Tiên Các, quản lý tình báo. Ngô Bình rất bất ngờ, Lăng Tiên Các, thành lập từ bao giờ? Kiều Diên Khánh, 3 tháng trước, 12 tiên tướng có 6 người đến từ tiên giới, 3 người đến từ Côn Luân. Ngô Bình hỏi kỹ mới biết sau này Lăng Tiên Các sẽ trở thành cơ quan để thống trị hạ giới, còn tà tướng này đến từ một gia tộc tu chân lớn mạnh ở tiên giới, nắm quyền quản lý một tiên vực, lai lịch khá lớn, năng lực cực khủng khiếp. Ngô Bình hỏi, tà tướng mà anh nói đang ở đâu? Kiều Diên Khánh, hiện giờ anh ta sống trên một hải đảo. Ngô Bình hỏi rõ ràng vị trí, sau đó một phát đánh chết Kiều Diên Khánh rồi luyện hắn thành nguyên anh đan. Các kim y về hoảng sợ, không để họ kịp phản ứng lại, Ngô Bình đã luyện họ thành con rối, sau đó anh mặc bộ đồ của Kiều Diên Khánh, dẫn theo Kim Y vệ đến hải đảo. Hải đảo này cách Vân Đông hơn 100 km, diện tích hơn 100 km vuông, diện tích trải dài khá lớn, có không ít tòa nhà cổ xưa. Ngô Bình biến thành Kiều Diên Khánh dẫn theo Kim Y vệ, vừa đáp lên đảo không lâu, họ đã đến trước một đại viện, một thị vệ trông cửa hơi cúi người, phó chỉ huy Kiều Ngô Bình gật đầu hỏi hắn ta, "Tả tướng có ở đây không?" Thị vệ nói, "Tả tướng đang tiếp khách." "Ngô Bình, ai thế?" "Thị vệ, đến từ tiên giới." "Ngô Bình, anh đi nói với Tả tướng là tôi có việc cần báo." Thị vệ gật đầu, xoay người đi vào báo, không lâu sau, hắn ta quay lại nói, "Tả tướng mời vào." Đi xuyên qua sân vườn rồi đi vào một phòng khách, phòng khách được trang hoàng rất cổ kính một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế có một ông lão đứng trước mặt hắn thanh niên mặc bộ đồ màu đen đội một cái mũ màu tím đang nói chuyện với ông lão ngô bình đi vào người đàn ông ra hiệu cho anh đợi một lát ông lão nói thế tử đồ cậu cần đã chuẩn bị xong rồi người đàn ông gật đầu ừ ông về trước đi có gì cần tôi sẽ liên lạc ông lão cúi người đi ra ngoài lúc này người đàn ông mới hỏi việc gì ngô bình đến gần thấp giọng nói ngô bình mà anh bảo đối phó đó rất khó giải quyết người đàn ông nhíu mày một tu sĩ ở hạ giới thì lợi hại cỡ nào được chứ ngô bình những cái khác thì không biết hắn muốn giết anh thì chỉ cần vung tay lên là xong phụt nói rồi ngô bình đánh một cái lên đỉnh đầu người đàn ông đòn tấn công này của anh là dùng hết sức lập tức khiến thần hồn người đàn ông bị tiêu hủy Người đàn ông mềm nhũn ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Sau đó anh nhặt lên chiếc nhẫn do ông lão kia mang đến, thay bộ đồ của người đàn ông rồi biến thành bộ dáng của hắn, xử lý thi thể, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Ngô Bình gật đầu nhìn sang, trên sân đấu được dựng lên 5 võ đài, bục cao 5 mét, đường kính khoảng 10 mét. Trên mỗi võ đài đều có một người đấu chính đang chấp nhận lời thách đấu của những người khác. Ngô Bình không vội lên võ đài, anh hỏi là đạo nhất, viện trưởng từng nghe đến Lăng Tiên Các chưa? La đạo nhất, cách đây không lâu tôi mới biết đến sự tồn tại của Lăng Tiên Các. Ngô Bình, trong 12 tiên tướng có người của các ông không? La đạo nhất, có hai người. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa, bây giờ anh đã biết, e là hai tiên tướng cũng không có quyền uy gì to tát, nếu không tả tướng đó sẽ không ra tay với anh. Nhưng anh không quan tâm, anh cũng là người có chỗ dựa. Nếu ai dám đe dọa anh thì cứ đánh chết là được, ngộ nhỡ đánh không lại thì gọi đại sư huynh Long Quân. Ngô Bình nhìn một lúc mới nhận ra một cao thủ đang đứng trên võ đài. Người này khoảng đầu 20, ánh mắt sắc bén, dù có người khiêu chiến cậu ta, cậu ta chỉ cần dùng ba quyền hai đá là có thể đánh bại. Người này là Tiêu Thế Quý, Thiết Huyền ở bên cạnh nói. Ngô Bình, thực lực của người này rất khá nhưng cũng không được xem là hàng đầu thiết huyền viện phó ngô là võ tông truyền kỳ xem thường cậu ta cũng là bình thường nhưng trong mắt bọn tôi cậu ta là một kẻ địch mạnh đúng lúc này một bóng người nhảy lên võ đài khiêu chiến với tiêu thế quý nhìn thấy người này lãnh nhân nói âu dương ngọc võ tông tứ phẩm ngô bình âu dương ngọc này không đơn giản hắn chưa từng bại trận nghe anh nói thế mấy người thiết huyền đều sửng sốt thực lực của hắn có thể so được với tiêu thế quý Ngô Bình nói, e là vẫn có một chút phần thắng. La đạo nhất cười nói, vẫn là Ngô Bình cậu có mắt nhìn, mấy ngày trước, Âu Dương Ngọc về nhà họ Âu Dương một chuyến, sau khi quay lại cậu ta đến tìm tôi nói muốn tham gia đại hội võ lâm, tôi biết chắc chắn trong đó có nguyên nhân, thế là hỏi cậu ta thì mới biết được cậu ta được thừa kế sức mạnh huyết mạch của nhà Âu Dương, từ đó thực lực bỗng tăng vọt. Thiết huyền kế thừa sức mạnh huyết mạch. La đạo nhất, vài gia tộc có bản lĩnh kế thừa huyết mạch tổ tiên tư chất của Âu Dương Ngọc vốn dĩ khá tốt, nhà họ Âu Dương ra sức bồi dưỡng cậu ta cũng là chuyện thường. Trong lúc mọi người nói chuyện, Âu Dương Ngọc đã ra tay với tiêu thế quý, chiêu thức của hai người rất tuyệt diệu, công phu thâm hậu, từng quyền từng cú đá đều có uy lực rất lớn. Ngô Bình xem một lúc rồi nói, Âu Dương Ngọc sắp thắng rồi. Anh vừa dứt lời, xung quanh Âu Dương Ngọc bỗng xuất hiện ánh sáng màu vàng cấp 1, sau đó tiêu thế quý bị văng ra xa như thể bị một lực nặng cân đánh trúng sau khi rơi xuống đất tiêu thế quý liên tục nôn ra máu sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là đã bị thương nặng thiết huyết ngạc nhiên sao cậu ta có thể làm được ngô bình nói bản lĩnh có được do truyền thừa huyết mạch tiêu thế quý bị âu dương ngọc đánh bại kết quả nằm trong dự đoán của rất nhiều người không hổ là đạo sư của bắc viện cuộc chiến giành ngôi trí tôn của đại hội võ lâm lần này chắc chắn sẽ rất đặc sắc đúng thế phần hay vẫn còn ở phía sau Người có tiếng nói cao nhất ở Bắc viện là Ngô Bình Võ Tông truyền kỳ, thực lực của cậu ta chắc vượt xa Âu Dương Ngọc. Đừng xem thường những người khác, nghe nói có thiên tài đến từ tiên giới, chắc chắn họ không thua kém gì Ngô Bình. Âu Dương Ngọc đánh bại Tiêu Thế Quý, đứng ở vị trí chủ nhân của võ đài, trở thành lôi chủ mới. Lúc này, một tiên cung bay đến từ phía đông, tiên cung bằng ở trên không trung, đẹp đẽ hoa lệ, tiên khí bao phủ, còn vang vẳng tiếng đàn, cực kỳ bắt tai. Tiên cung này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả các cao thủ đang chấn giữ võ đài cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trong đám đông, có người nhận ra cung điện này, ngạc nhiên thốt lên, là Điện Tu La. Cũng có người không biết hỏi, Điện Tu La là thế lực nào? Điện Tu La nằm ở một nơi gọi là Tu La Giới ở Côn Luân. Nghe nói đệ tử nữ của Tu La Giới đều đẹp như tiên, đệ tử nam thì khôi ngô tài giỏi, nghe đồn Tu La là hậu duệ của thiên thần, bẩm sinh đã có sức chiến đấu kinh người. Điện Tu La là nơi các bộ của Tu La giới dùng để bồi dưỡng chiến sĩ, đệ tử trong điện đều dũng mạnh thiện chiến, tư chất kinh người. Điện Tu La bỗng xuất hiện chẳng lẽ cũng muốn tham gia đại hội võ lâm sao? Mọi người vẫn còn đang bàn luận thì có một cánh cổng ánh sáng cực lớn xuất hiện, cánh cổng này cao 300 m rộng 200 m sau cổng là tiên cảnh, linh khí nồng đậm được phóng ra. Ngọc Hư Cung có người kinh ngạc thốt lên, không ngờ Ngọc Hư Cung vẫn luôn khiêm tốn, không tranh giành với đời cũng đến. Anh nhìn cho rõ, đây không phải là Ngọc Hư Cung ở Côn Luân mà là Ngọc Hư Cung ở cảnh thiên Ngọc Hư của tiên giới. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên hỏi, viện trưởng ông biết gì về Ngọc Hư Cung không? La đạo nhất, Ngọc Hư Cung là một cảnh thiên rất mạnh, thiên chủ của Ngọc Hư có lai lịch to lớn, nghe đồn Ngọc Hư Cung có hàng triệu đệ tử, lần này vô số thiên tài bỗng xuất hiện chẳng lẽ cảnh thiên ngọc hư cũng muốn nhúng tay vào chuyện ở hạ giới. Lúc này một người đàn ông đồ trắng bước ra từ đằng sau cánh cổng ánh sáng, bên cạnh là một thiếu niên, hai người đáp xuống trước võ đài, người đàn ông đồ trắng cười nói, đồ nhi, con chấn giữ võ đài này. Thiếu niên gật đầu, vâng. Trên võ đài là con cháu của gia tộc võ lâm nào đó của Viêm Long, hắn tức giận nói, không đăng ký, các người dựa vào đâu mà tham gia đại hội võ lâm. Thiếu niên vung tay, một luồng sáng xoẹt qua, đầu của đệ tử gia tộc này vang ra rồi lăn xuống đất. Dễ dàng giết chết người chấn thủ võ đài, thiếu niên nói, tôi muốn tham gia là có thể tham gia. Đồng thời một người đàn ông bước ra từ trong tiên cung đó, đáp xuống một võ đài khác. Người này phong thái anh Tuấn, mặc áo giáp da màu xanh, đội mũ ngọc. Audio điện tử võ tấn bền hết tập 69